Trời ơi, bỏ xuống tôi. Hồi sáng á, bà nói với tôi á là bà đi khám thai. Bà đi làm sao, bà dở nguyên cái vụ đoạn màu gì đây vậy? Dẫn về tập văn nghệ, tối nay đón giao thừa, diễn mừng sưng. Nhảy con này rụng bầu luôn quá. Bà ơi, hết chỗ tập là sao mà lôi chỗ buôn bán tập vậy? Lôi bà về đây, đúng không? Tập mệt, hồi mấy bà ăn hủ tiếu nhà mình, bà ăn hai tô. Vậy hả? Vậy, mời vô, mày ngồi. Ngồi đi, ăn chi mà dội mà vàng, mà dấp phải muỗng mà hoàng mấy cái tô à? Chị nha, mấy bữa em ra nhạc dẻo ghê lắm, nhờ mấy chị mà nó sôi động, nó đẹp hẳn lên. Bây giờ em quyết định là sẽ bao cho mỗi chị một tô hủ tiếu, chịu không nè? Dạ, bây giờ mọi người về đi, lát em alo shipper sẽ giao tới nhà cho mấy chị nha. Dạ, chào mấy chị. Trời ơi, dễ thương chưa? Em vô nghe chồng. Ừ. Ủa chú? Về. Chú khỏe không? Nhìn biết rồi. Dạ, chú ơi cho con một tô hủ tiếu, không hành, không giá, không hẹ. Nói chung là nước lèo thôi nha. Tránh ra, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, mọi người cùng nhau vui xuân, mang hạnh phúc cho đời, nhớ không em ơi, mà xây đắm cho người, mọi người. Hát không hay, diễn không duyên mà ra làm rần rần vậy má. Mày, trời ơi, mày thông cảm đi, bây giờ tao ra mà tao không hát là nó trì nữa. Trời ơi, ở đâu tới đây đây? Nè, tao dắt mối tới cho mày. Khách đại gia có nhu cầu đấm bóp. Khách đại gia hả? Đại gia. Trời ơi, đẹp trai quá. Anh ơi, em là massage đây. Massage em có hai loại, thứ nhất là bình thường, thứ hai là VIP. Bình thường là sao? Bình thường nghĩa là 1000 thằng đấm bóp công viên đấm bóp y chang nhau. VIP giang hồ một mình em làm được. Giá cả thì nó phải chăng, anh muốn cái gì? Đây, leo, đây, leo. Bao tao lọt lời. Hãy bao đưa. Đốn lèo nào, ai vào đây bao bà xã Việt, ai lừa mất khăm nhỉ? Đây bà, đặt tay. Nó nói cái gì vậy con kia, chở đâu qua đây vậy? Tao chở trên biên giới Lào vậy. Bữa trước là chở Campuchia là muốn chết rồi, bây giờ chở Lào, bây giờ làm xong rồi lấy tiền Lào sao mà xài? Trời ơi, mày thông cảm đi, bữa nay làm ăn khó khăn, người ta phải lên tới biên giới á, phải không? À, nó về Việt Nam thăm bạn, mà nó nói tiếng Lào tao nghe chữ được chữ mất. Nó nói tao chở nó về cầu Hiền Lương mà tao nghe lộn, sao tao chở về cầu Tham Lương? Giờ không biết sao đây nè. Anh ơi, mắt xa nha, mắt xa. Ai đây Leo ấy ca chào mẹ. Đây. Ok. Rồi bây giờ gói mắt xa VIP của em xin phép được bắt đầu. Không diễn tiếp được luôn đó trời. Và bây giờ tư thế mẹ bồng con xin phép được bắt đầu. Chào mừng anh đến với gói massage của em. Và bây giờ trước khi đến với gói massage, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Sau khi Tấm lên làm hoàng hậu, đến ngày đám giỗ của ba mình, biết ba mình thích ăn những trái cao tươi ngon, chị Tấm mới leo thăng thoát thăng thoát thăng thoát lên cây cao, hái những trái cao làm đám giỗ cho ba. Lúc này ở dưới đất, một người ghẻ ác động cầm cây dao chặt cây cao, làm Tấm té cây cao, té xuống đập đầu cái bao. Má như cái hũ trao, ôi chết rất là tào lao. Nhà vua biết nàng bị chết quan nên lật đàn DJ nhờ trang muôn về chơi trong vòng 3 ngày 3 đêm. Vô mày mắt xa mày đánh người vậy trời ơi. Chụp khả tà lọt đi. Nó phái kìa. Thấy chưa? Em biết cái gu của nó mà. Mẹ gì bà mẹ hoài. Đứng dậy đi. Mình đi. Trời ơi, tao nói mày nghe.
Mày trúng mánh rồi, cái này là 1000 kiếp Lào nè. Cái này là đủ ra Việt Nam 10 triệu đó, nó bo mày luôn. 10 triệu? 10 triệu. Trời, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, lên xe, lên xe. Lâu lâu như cái ủng hộ em nha. Trời ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Em mệt quá, có cái gì cho em uống đỡ mệt không? Có. Lẹ đi. Đây. Cái này cái gì mà chua quá vậy? Giấm á. Gì mà cái gì cho tôi uống giấm vậy? Mà dở, giấm có vitamin C. Vitamin C cái gì? Chú ơi. Vậy hồi nãy là con mua hủ tiếu đúng không? Ừ. Đó, bây giờ là tính tiền cho con đi, tiền hủ tiếu nhiêu? 100,000. 100,000 đúng không? Tờ này đổi tiền Việt là 10 triệu. Rồi bây giờ thối con lại 9,900,000 đây. Ở đâu mà thôi mày 9,900,000? Chứ sao? Ông ơi, ngàn kiếp lạ rồi có 2,600 tiền Việt à ông ơi. Cái gì? 2,600. Trời ơi, cái mà khổ quá nè. Anh Dương Làm Lâm như... Đồng Nai ơi. Anh Trần. Trời ơi, cái gì mà thối vậy? Anh như Hàm Hương vậy đó cưng. Thằng Lan tỏa lên. Bây giờ chú đợi ngay đây, chú đợi ngay đây. Gì nữa? Mọi người đi coi bắn phá hoa với con đi. Không có đi à bà ơi. Trời ơi, đi đi, bữa nay em trúng mánh rồi em sẽ bao mọi người ăn uống luôn. Mày xàm quá, mày trúng mánh là trúng cái gì? Trời ơi, thiệt mà, em bán có 10 tờ giấy số thôi mà khách người ta đưa 1000 đô không lấy tiền thối luôn. 1000 đô? Dạ đúng. Trời ơi, 1000 đô là hai mấy triệu lận á. Trời ơi, trúng mánh rồi ngon dạ. Quá. 1000 đô là em biết 1000 đô nè, đưa 1000 đô đây. Vô luôn rồi. 1000 đô là hai mươi mấy. Dạ. Trời ơi. Đầu lòng hay ả tố Nga, Lào đầu là chị, em là Lào em. Trời ơi, sao mà giống nhau quá vậy? Kiểm tra giùm con tôi. Ồ, hai tờ ý hệt. Trời ơi, bị lừa rồi ba. Ok vậy, ra sao vậy? Ăn cho cố vô mập thay, rồi bị người ta lừa. Cái đầu ngu, cái đầu ngu. Cái, cái ngu, ngu, mày cũng ngu á. Mày ngu trước đó luôn á. Trời ơi, bây giờ bị lừa rồi đó ba. Đây nè. Không có đâu, hồi nãy là anh Sơn, anh chở khách nước ngoài là anh giới thiệu bán mối. Đây nè, tôi nói mày nghe, đã ra đường buôn bán thì bà chịu cố học hỏi, con phải học vô. Hả, nhỏ không chịu học, bây giờ bán giấy số, bây giờ bị lừa thấy khổ chưa? Chú nói gì kỳ vậy? Vậy là xúc phạm. Sao xúc phạm? Con có đi học nha. Mày học cái gì? Hả, chẳng những học mà có bằng luôn. Mày đi có xạo, mình đừng nói bằng kiều, không ai cười luôn đó. Cái tao chặn đầu trước luôn đó, không ai cười bằng kiều đâu. Bằng đại học. Mày nghĩ sao mày bán giấy số có bằng đại học? Trời, ở đâu ra? Tại vì em tức thằng lớp trưởng. Tức sao? Hồi đó đi học hả, em không thuộc bài, nó lên nó chỉ vô mặt em, nó nói là học dốt như mày sau này chỉ có đi bán vé số thôi. Nó nói đúng rồi đó. Sai. Sao sai? Từ đó em quyết tâm học thiệt là giỏi. Cái ngày em lấy bằng cũng là ngày em đi bán vé số, để em chứng minh cho nó thấy học giỏi cũng có thể đi bán vé số. Bán vé số là cái nghiệp. Trời ơi. Đúng vậy. Phàm ở đời ai cũng có cái số và cái nghiệp. Hoa hồ hoa bì nan hoa cốt, chi nhân chi viện phương mỹ chi. Không còn con sông nước dâng tràn lên. Mày cái gì, cái gì đây? Mày điên rồi. Ở đâu mà vô hát chéo vô vậy ba? Ta là tinh hoa của đất trời. Trời ơi. Là sự kết hợp của núi rừng và khoáng sản. Thần rừng đã ban cho ta con sò lông. Trời ơi. Thần biển đã ban cho ta con chó phú quốc. Trời ơi. Thần linh đã ban cho ta con bé thần kinh. Ta nói cho người biết, ta nắm trong tay vận mệnh của thế giới. Ai coi bói không? Trời ơi. Coi bói đi. Trời ơi trời. Coi bói đi nào. Cái gì bói toán không ai tin đâu ba ơi. Giờ mà bói toán ai tin? Ai mà tin nữa. Bói cho con khỏe ấy, thầy. Mày tuổi gì? Con tuổi mèo. Tuổi mèo, mèo là mão, mới gặp chuyện phiền não. Ô đúng rồi, mới bị ngã vậy. Hay quá, hay quá. Thầy coi tôi đi. Tôi tuổi rồng á. Tuổi rồng, rồng là thình, thình là ngoại tình. Vợ ngoại tình nó có bầu không phải của ông đâu. Trời ơi. Hết lượt rồi đi vô. Còn em? Mày tuổi gì? Em tuổi mùi. Mùi, mùi là dê. Dê là BD đó. Chưa bao giờ tao bói cho thằng nào mà tao thấy tự tin như thế này. Thôi im đi. Tất cả đều là ngụy biện, đừng có ai nói nữa. Cho em chết đi. À giờ đứng dậy đi, coi bắn pháo bông với em đi. Tao bắn không mặt bây giờ, mày vô ghé đi. Chú, đi đi, coi đứng pháo bông với con. Hả? Chú. À, tao khỏi ngủ đi. Mày rủ nó tao đi rồi. Cho một tô hủ tiếu đéo quê chú. Gọi gọi đi con. Ê, chú. Nhục nhã thật chứ. Chú. Ăn xong rồi đi nha. Ừ. Tất cả đánh ra.
Mưa thu bay bay ước xe lòng phức vai mềm hoàng. Cái gì vậy? Trời, nó đánh với con không đẻ luôn á. Tại sao mày đưa cái con bé Lào qua đây hả? Mày nói 10 triệu mà cuối cùng đưa ra 2.600 đồng. Tao làm như một con khùng mà cuối cùng lấy 2.600 là sao? Cái gì? 1.000 kiếp có 2.600 sao? 2.600 thôi. Vậy là tao chở nó từ biên giới về đã có 5.200 à? Chết rồi. Trời ơi, hết ngày hết tháng Tết tới rồi mà bị lừa nữa nè. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Nhưng mà không có sao đâu. Tao giỡn thôi. Nãy giờ là nó không có biết cái giá mệnh giá tiền của mày. Dạ. Nó gửi tiền về cho tao, trả tiền giấy số cho mày nè, trả tiền massage cho mày luôn. Nó bo mày nữa và nó gửi lời thương mày đó nha. Trời ơi, thiệt luôn hả? Ừ. Thôi đã quá, em nhớ anh Lào quá, nói là em rất là nhớ ảnh. Ừ, sẽ như mai khi chúng ta bên nhau. Đưa mày yêu thương. Thôi đi. Thoại qua 5 câu là hát à? Cho con thêm cá đi chú. Tất cả đứng lên. Turn down for what? Ôi cá nhiều quá chị. Bắt cá đi em. Trời đất ơi, cá rô nè. Cá trào nè. Trời ơi, liềm kim. Nguyên một con cá tra. Trời ơi, có món hải sản mà chị thích. Chị ăn cái gì vậy? Đĩa trâu. Trời đất ơi, đĩa trâu mà phải nhai như nhai trầu vậy trời. Trời, em vào vị trí đi nào. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả mọi người đang đến với chương trình Kể Chuyện Em Nghe Nghe Nghe. Em tên là Cám, còn chị em tên là Tấm. Hai chị em của em xuất hiện như thế này, mọi người biết tụi em sẽ kể câu chuyện gì rồi đúng không? Đúng hơn. Chính xác, tụi em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện thằng Bơm. Ngày xưa, ngày xưa, xưa thật là xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Một hôm đang chăn trâu cho phú ông thì cậu mãi mê hái hoa bắt bướm, thế là đã lạc mất một con trâu. Cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng a a a. Lúc đó từ trong bụi rậm qua dâm bụt xuất hiện một bà bụt đầu đầy dâm và mọt cưa. Bà mới kêu lên làm ba tiếng: tại sao con khóc? Hả? 4 tiếng lận. Bà ơi, con khổ quá bà ơi, con làm mất trâu rồi. Kỳ này về á, ông phú ông đánh con chết, ông sẽ đưa con vô khách sạn mà lấy nội tạng của con. Ôi, bà thương cho con quá. Thiệt là đau thương, thiệt là đau lòng thương tiếc. Bà ơi, thôi ta đã hiểu và thương cho con. Con đừng buồn và khóc nữa. Dạ. Ta đi đây. Cái gì vậy? Bà chưa giải quyết con mà đi đón hậu vậy? Ta quên. Dạ. Thôi để ta làm phép giúp cho con. Dạ. Hồ bi. Móc ra cho nó lẹ. Ủa, cái này là cái gì vậy bà? Đây chính là cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao này xài sao vậy bà? Con chỉ cần dang rộng đôi tay ra và vuốt vào nách 3 cái. Trời đất ơi, pháp thuật gì mà nhức nách vậy bà? Tét nách rồi. Rồi sao nữa hả bà? Sau đó con hãy đọc câu thần chú. Thần chú gì? Thiên lên lên đệ lên lên năng giới la vương trên quài lên mấy lên a tài lên. Mày! Cái gì mà như một bà già thần kinh vậy hả? Con muốn đọc gì đó thì cứ đọc. Dạ. Chỉ cần quạt một cái là nó được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Một lần nữa ta nhắc cho con nhớ, đây chính là cái quạt thần. Quạt thần. 1.000 năm con quạt nó cũng không bao giờ bị hư. Ủa gì tào lao vậy? Quạt gì mà 1.000 năm quạt không bao giờ hư? Quạt làm sao?
đây nè, cái quạt thường á là mày quạt gì nè đúng không? Dạ, đó, đúng đó. Rồi nó mát có chút xíu à, vài bữa thì nó hư. Dạ đó, còn cái quạt thần của ta con chỉ cần để nó đứng yên rồi sao nữa, sau đó lắc như một con điên. Đảm bảo không bao giờ hư cây quạt. Dạ con cảm ơn bà. Thôi con đã hiểu rồi, ta đi đây. Bà Tiên ơi, bà chưa đưa cho con cái quạt. Ôi thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà Tiên, cậu bé dùng cái quạt để tìm lại con trâu. Và những người trong làng ai bị mất của hay bị khó khăn gì đó đều nhờ Bờm cầm cái quạt này giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, và một ngày nọ đã đến tai Phú ông. Thằng Bơm có cái quạt mo, không những quạt mát giúp cho mọi người, miệng Bơm thì luôn tươi cười, giúp cho cuộc sống ngàn ngày càng tươi. Phú ông bắt Bơm đi cài, cài một hồi cái quạt Bơm quạt một cái là nguyên một ngày thảnh thơi. Bây giờ Bờm đi ngủ thôi. Thì ra thằng Bờm có cái quạt thần ở trong tay. Hèn gì mà ta sai nó làm việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhọc, nó đều hoàn thành tốt trong một nốt nhạc. Có biết đâu trên đường đời phiêu bạc, ta vô tình ăn cắp cái quạt nó được không ta? Bà ná ná. Bình tĩnh ông. Nha, bình tĩnh nha. Con. Dạ. Con nhìn ông quen hay là lạ? Dạ quen. Quen sao ông quẩy đuôi? Ông làm như con chó vậy. Đối với ông mày chỉ là một con chó. Vậy ông nhìn con lạ hay quen? À, hỏi gài tôi nè. Đương nhiên là lạ rồi. Lạ sao không sủa? Con nhỏ, con nhỏ, tao là chó hả mày? Trời đất ơi, mày mất dạy nha. Mất dạy nha, ma nha nha. Rồi bây giờ làm sao? Tất cả mọi chuyện mà tao giao cho mày, mày đã làm sạch hết chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, vũ neo cho bà chưa? Dạ con làm hết rồi, mà không những vậy con còn bắt cái con ngựa dằn ra, con nhổ lông đen chỗ trắng, con nhổ lông trắng chỗ đen, rồi con đem cái bức tường ra con chám chỗ nứt, rồi xong đập nứt nguyên bức tường luôn. Nó giỏi quá, không có cớ gì mà phải chửi nó được. Con yêu, ông biết con có cái quạt thần trong tay đúng không? Dạ không có. Con cho ông đi. Dạ con không có. Con cho ông đi nha con. Con không có. Con cho ông đi. Con không có. Trời đất ơi, con ơi sao con mạnh tay với ông quá vậy con? Ủa cái quạt con thần kỳ vậy sao ông? Bây giờ con đổi ông nha. Con muốn cái gì là có cái đó. Đổi hả ông? Đổi cái... Thôi ha, ông đừng có nói là ông đổi con với cái ao sâu cá mè, cái bè gỗ lim con chim đòi mồi nghe. Xưa rồi Diễm. Nhưng mà xưa rồi Diễm. Bây giờ là mấy cái thứ là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại mình phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Và chương trình đổi quà lấy quạt xin phép được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về dòng sức khỏe. Đây là chiếc dòng kim cô. Chiếc dòng này có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Vâng, và tại sao nó có tên là Kim Cô? Bởi vì ngày xưa nó thuộc quyền sở hữu của cô Kim. Đây, đội lên đầu đi con. Đội lên hả? Đội lên đầu, đó. Rồi con cảm giác gì chưa? Cảm giác gì không? Ôi, ông ơi, con không đội đâu. Nhức đầu lắm, ôi không đội đâu, không có đội. Con không có đội đâu. À, con không thích cái này hả? Không đội. Vậy sản phẩm khác, sản phẩm này là sản phẩm công nghệ tương lai. Đói đâu. Hay quá em gái ơi. Sản phẩm này rất hiện đại, êm ái, mềm mại và khô thoáng. iPhone 10 Plus. Ủa, cái này xài sao vậy ông?
Cái điện thoại này rất xịn, 4 sim, 8 sóng, 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên xài sim Việt theo. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Lào theo. Và đặc biệt Phú ông có một người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông teo. Tao tán trong mặt mày nha. Cái gì mà Mông teo, mày lanh quá hà. Rồi bây giờ ông sẽ đập hộp iPhone này test máy cho con. Trời, đi kéo con tia vậy trời. Quế tập đoàn mình đây là tuần thờ lâm thấp rồi còn mình nuôi cái lừa tam na cấp bởi xuống lên nữa là mai khom ra ba lội tụt. Xong rồi. Ủa bạn ông nói gì vậy? Không bắt máy. Thì ông nói chuyện với ai? Tao nói không long vậy thôi. Ủa thích điện thoại này không? iPhone 10 lết. Thôi một lết là muốn chết rồi, 10 lết là chai đích luôn á. Vậy con thích cái điện thoại này. Không, con không đổi đâu. Không, không thích cái này, có cái khác. Và sản phẩm tiếp theo thuộc về dòng sản phẩm mai mặt. Vâng, cái sản phẩm này với hàng ngàn hạt lưu hương và đặc biệt với cái mùi nước tương tạo nên miếng vải tầm gai. Miếng vải tầm gai này được dệt bằng 500 cộng lông minai với sự khéo tay của 77 bà ngoại, 44 bà dì và 33 bà cô. Trong lúc rảnh rỗi các bà không biết làm gì nên đã sáng tác ra bài hát dệt tầm gai dệt đến bao giờ em dệt tầm gai. Dệt tầm gai. Đạp nhầm gai. Ây da, bay da. Ây da. Con dính khi gai. Trời ơi. Ông xin lỗi con, ông hát bài này ông liệu luôn. Bây giờ con thích cái này không con? Thôi, giải tầm gai mặc vô là có thai. Mày im đi thằng quỷ hố này. Mày im đi. Không thích đúng không? Không. Rồi vậy ông đi bán ve chai. Rồi vô. Bây giờ con thích cái này không? Dạ không, con không qua thích bên đâu đây đi. Rồi bây giờ sẽ có một cái sản phẩm khác chắc chắn con thích. Sản phẩm này mang dòng giải khác. Bạn muốn tăng cân ư? Đã có nước khoáng hiệu con gián. Nước khoáng hiệu con gián, thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy. Ủa? Cái này uống làm sao vậy ông? Rất đơn giản. Nhạc. Xong rồi, tắt nhạc đi. Ông làm vậy làm chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Uống đi con. Được rồi đó. Uống cái này cực lắm, con không uống đâu, con không có đổi. Đi con đổi đi con, cái này được mà. Con không đổi đâu. Sao mà mày ngu quá vậy, cái gì con không đổi đây, cái vật phẩm quý giá nhất của ông bây giờ không đổi, sao mày ngu quá vậy? Bây giờ đổi không? Không, đổi con không? Không đổi. Bây giờ mày đổi không? Con không đổi, đứng đó. Con không đổi. Mày đứng đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Để đó, mày đứng đó, mày đừng có lên, mày đừng im đó cho tao. Mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Đứng im đó, đứng im đó. Ông nhoi á, ông nhoi á. Tao nhoi hả? Thôi được rồi, tao sẽ quýnh mày chết. Mày đổi cái tao không? Con không đổi, đổi không? Con không đổi đâu. Con không đổi đâu. Anh ta ơi, ơi. Trời đất ơi. Cái bà này nhìn quen quá, bà Đầm đúng không? Bà Lơi Văn Đầm. Là bà Lâm Văn Đời đúng không? Sao mâm nào bà cũng xuất hiện ở đây vậy? Đi chỗ khác, cái chỗ này không phải chỗ của bà. Bà ơi, bà có sao không bà? Con ơi, bà đói quá con ơi. Bà đói. Ý trời đã định rồi. Bà đói chắc chắn sẽ có gối xôi. Mà gối xôi chắc chắn sẽ có cái quạt. Bà muốn ăn xôi không bà? Không, cho bà tô phở bò hai trứng. Trời đất ơi. Bà nằm ở đây đợi con một chút nha. Ừ. Phú ông. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đổi cho ông cái quạt này. Ông hãy cho tôi một tô phở bò hai trứng. À, tô phở bò hai trứng. Mày muốn ăn phá lấu tôi cũng cho mày luôn. Đây, bà tô phở bò hai trứng. Hãy đưa cái quạt cho ta. Đưa cái quạt cho ta. Ta đã có cái quạt trong tay rồi. Ta phải thử sức mạnh của quạt này. Ta muốn cái mặt này biến sang hình khóc. Hi. Bà ăn đi bà. Hi. Hi. Nghịch chủng lại đây. Mày lừa tao đúng không? Mày nói cái quạt này quạt tao quạt như một con điên mà nó có chuyển màu đâu. Con đâu có biết đâu. Thôi đủ rồi. Hả? Tôi lão phu ông gian ác kia. Ta trân trọng thì biết ta là bà Tiên. Hả? Bây giờ ta trừng trị nhà ngươi. Hồ Biên. À, nó thành con gì rồi? Kể từ hôm đó
Chú ông nó bị bà tiên biến thành một bà điên đi vòng vòng khắp xóm. Còn với những người thật tốt bụng, ví dụ như bà Bụt và Bòm thì sống quấn quýt bên nhau, chúng ta có được sự tích trầu cao. Xí xí xí, tao khùng người ta biết cái kết này nha. Nói lại sự tích gì? Ủa lộn hả? Ý lộn, sự tích thằng Bòm. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Những tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tim không em đang thật lòng, em nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Nó bị cắm. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Nó bị cắm. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Đã nói là nó bị cắm mà. Tôi biết rồi, nhưng ảnh đẹp. Không em đang thật lòng, em nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Tình yêu của tôi đã khiến cho anh ấy nói chuyện được rồi đó. Nói nữa đi anh. Anh yêu em. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi. Con ơi con ngủ cho ngoan, mẹ ậu ơ rồi mẹ dí dầu. Kể đời lắm những lo toan, niềm vui mới từ đây bắt đầu. Thì cũng có nhiều bỡ ngỡ, thì cũng có lúc bơ vơ. Thôi kệ bà nỗi đau tam dở, con bên mẹ đời như ý thơ. Con muốn về nhà lúc 5 giờ, mẹ nấu ăn con sẽ giúp đỡ. Xong tất cả con sẽ ôn bài, không để mẹ nào phải nhắc nhở. Con xin hứa, con sẽ nhớ. Con sẽ nhớ là nhớ cái gì? Con đã nhớ, con đã nhớ. Con đã nhớ là trắng phải kỳ. Ơi thằng khỉ, hỡi về tới nhà là nhảy tưng tưng. Ok mẹ, ai dám đeo mẹ sao mẹ rưng rưng. Mẹ nói đi, con sẽ giữ đẹp nó.
không phải đâu. Mẹ chảy nước mắt hồi nãy cắt hành nồng. Mẹ đâu con? Cha mẹ nói con là người đàn ông của mẹ. Thì phải rồi, là người đàn ông là con trai cưng của mẹ. Mẹ đừng có buồn nữa nha. Con sẽ mãi bên mẹ chở cha, học cho giỏi hơn bạn hơn ba. Vì con là người đàn ông của mẹ. Con được một gia đình trọn vẹn, nhưng mà mẹ hứa suốt cuộc đời còn lại mẹ sẽ cố gắng vì con. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa nha, con thương mẹ lắm, mẹ đi cho tốt nha. Và đó là một phần câu chuyện trong cuộc đời của thí sinh Kim Đào. Trước khi giám khảo nhận xét thì muốn động viên Đào một chút. Mình có duyên mình gặp, nhưng mình phải nợ nhiều thì mới ở với nhau lâu. Coi như là cái nỗi buồn của một người vợ á, được bù đắp lại bằng niềm hạnh phúc của một người mẹ. Thì bây giờ cái niềm tin và hy vọng của mình á, dành cho ai đó cạn kiệt rồi thì thôi. Mình dành hết niềm tin và hy vọng cho người đàn ông đáng tin cậy của mình, đứa con trai cưng của mình nhé. Qua câu chuyện này, trước tiên là con muốn mời thầy Minh Nhí. Diễn viên Nhí này là... Dạ là con dạ trai bé Thỏ, con trai ruột của Đào. Vậy luôn. Đó hả? Con rất là dễ thương. Dạ con chào ông. Chào tới ông mới đúng rồi. Kim Đào mở màn chương trình tối đêm nay và mở màn cho chương trình Cười Xuyên Việt của mùa này. Một tiết mục ngắn gọn, rất dễ thương. Và bạn không cần phải nói nhiều, bạn chỉ dùng lời ca để bạn tả cái cuộc đời của bạn. Rất là thú vị. Thì không nghĩ là những cái động tác múa của Đào lại uyển chuyển đến như vậy. Rất là đáng khen. Và đặc biệt cái phần sau khi mà có bầu và khi có đứa con, tạo cho mình một cái xúc động nhẹ để mình nhấn cho cái tiết mục của mình. Và tả hết cuộc đời của Đào như vậy, rất là đáng khen. Trong cái mùa này thì hy vọng là Đào sẽ tỏa sáng. Với chương trình Cười Xuyên Việt này sẽ giúp cho Đào có nhiều cơ hội hơn. Trong mấy chục năm như là Đào đi diễn, đi làm nghề chưa có may mắn lắm. Hy vọng sau chương trình này khán giả sẽ yêu thương Đào, biết đến Đào và Đào tỏa sáng. Nhớ lời hứa là hãy lo cho người đàn ông của cuộc đời mình nha. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ, con cảm ơn thầy Minh Nhí. Em xin phép xin một vài ý kiến của chị Kiều Oanh. Tại vì em nghĩ là con gái, là phụ nữ á, ai cũng muốn mình đẹp hết á. Mà Kim Đào khi mà bén duyên với nghề á, lại chịu những lời chê bai là phụ nữ với nhau. Em nghĩ chị Kiều Oanh sẽ có những lời xứng đáng cho Kim Đào ngày hôm nay. Thôi thì cho phép chị thay thế cái người mà đã từng nói em như vậy. Dạ. Cũng là phụ nữ, xin lỗi em. Bởi vì cái điều đó không ai có quyền nói em hết. Làm diễn viên được hay không, tồn tại được hay không là do khán giả nữa. Nhưng mà chị nghĩ nên cảm ơn những cái khó khăn. Vì trong cái khó khăn nó sẽ trui gèn cho mình dữ dằn lắm em ạ. Cái đó chị khuyên thật sự. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hồi nào tới giờ có ai nói em hát hay không? Hay đó. Cái đó nói thật, em rất là thông minh khi em chọn cái dòng nhạc này. Cộng thêm cái phối nữa dễ thương để chi? Để nâng cái diễn xuất của em hơn. Chị xin chúc mừng và cũng rất là khâm phục em. Thời gian qua đã làm hai nhiệm vụ, vừa là mẹ vừa là cha, để dẫn dắt một cái sinh linh nhỏ bé cho đến ngày hôm nay. Trong cái câu hát chị rất là thương là con sẽ là người đàn ông của mẹ, con sẽ thay thế, đúng không con? Dạ phải. Ồ, con thương mẹ con mới nói hay vì con nói theo kịch bản? Dạ con thương mẹ nói hay á. Ồ, đó. Đào ơi, nếu như ngày xưa người ta vẫn yêu em cho tới bây giờ thì nó thật sự có lẽ không có một Kim Đào cứng cỏi như bây giờ, không có một Kim Đào làm hai vai trò như vậy. Ngày hôm nay em xuất hiện ở đây thì đó là minh chứng cho một sự bản lĩnh về cuộc sống của em rồi. Nghệ thuật thì cũng như cuộc sống, đời là kịch, kịch là đời. Em rất cảm ơn những lời nhận xét của chị Kiều Oanh. Đúng như chị nói á, tại vì một lời khen hay một lời chê mà xuất hiện đúng lúc á, nó có thể thay đổi một con người.
Và biết đâu những cái điều đó là động lực thúc đẩy cho Kim Đào đến với sân khấu Cười Xuyên Việt ngày hôm nay. Nhưng còn cái này, tại sao 3 năm rồi Xuyên Việt mới trở lại? Ở đây là một cái cuộc rất là lớn. Cái Cười Xuyên Việt này là một cái cuộc nổi tiếng và nó là một thương hiệu rồi em à. Dạ. Và sự trở lại này thì em phải ngoạn mục, cố gắng hơn nữa. Đương nhiên đây là màn chào đầu, nhưng mà dì chỉ muốn hơn nữa. Không nhảy thì thôi, nhảy là phải đẹp. Và bản lĩnh em đã tới đây rồi và chị nghĩ em sẽ làm được. Dạ, cảm ơn chị. Và mong là từ đây về sau cuộc đời Kim Đào chỉ có vui vẻ và hạnh phúc với nhau thôi. Dạ. Hai mẹ con sẽ thật sự vui vẻ. Vâng, dạ. Tôi xin bổ sung cái ý kiến này cho Kim Đào nha. Tôi thấy Đào một thời gian vừa qua, Đào có một cái vỏ bọc gì đó rất là lớn. Và bây giờ Đào đã tham gia cuộc thi Cười Xuyên Việt rồi, thì tôi hy vọng là Đào sẽ phá bỏ cái vỏ bọc đó. Ngoài cuộc đời, Đào có thể là một bà mẹ, nhưng trong nghệ thuật, Đào hãy là một cô gái thanh xuân. Dạ. Thấy chưa? Một quán quân Cười Xuyên Việt liên tục bén duyên với phim điện ảnh, nói có khác. Và đó cũng là lý do vì sao mà chủ đề vòng đầu tiên là cuộc đời tôi. Ở vòng này thì chúng ta không ưu tiên, không ép buộc phải gây thật nhiều tiếng cười, nhưng mà nhân cơ hội này sẽ chia sẻ những lý do, mục đích mà các thí sinh đến với Cười Xuyên Việt ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình vui lên. Em mời anh Gia Bảo ạ. Vui không? Mời. Vui lên, vui lên. Anh Bảo nói cái gì rất vui nè. Thì đó, nói cái vui nha con. Vui nha mọi người đang nói chung. Anh Gia Bảo trầm tư, nhưng bây giờ mình vui đi. Không, thật sự trầm tư là như vậy. Cách đây 4 năm mà lúc mà Gia Bảo mở sân khấu á, thì có nhận được một cái lời của Kim Đào mà em nó xin làm hậu đài. Cái điều đó là cái điều mà làm Gia Bảo rất là ấn tượng về cô bé này. Một người con gái xin làm hậu đài, nó làm cho mình cảm thấy nhói lòng lắm. Bao nhiêu lâu nay, có nghĩa là Gia Bảo thương Kim Đào nhưng mà không thích ở Kim Đào một cái là rất là tự ti trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là bây giờ em bước vô chương trình này, em dám đối mặt với cái câu chuyện của em mà em làm từ cái chuyện buồn mà biến thành hài như vậy, thì đó là một cái em đã dám đối mặt rồi. Dạ. Và anh hy vọng là em có một cơ hội duy nhất trong chương trình này là em phải nổi bật. Dạ. Và em phải thành công trong chương trình này. Đó là điều anh mong muốn. Tuyệt vời. Dạ. Em biết chị Nam Thư cũng là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và chỉ cần tiếp cái sự mạnh mẽ đó cho Kim Đào. Em mời chị. Chắc là Thư là xin giới thiệu là single forever. Anh làm rồi sao? Sao mấy người biết tôi độc thân quá? À, sao rành quá vậy? Ủa tại sao là có những câu single anh thốt từ miệng mà anh hả hê vậy anh Tú? À, từ nãy tới giờ tất cả các cô chú anh chị ở đây là nói với mẹ Đào rất là nhiều rồi, nhưng bây giờ cô Thư sẽ nói với Thọ nhá. Trong bài rap của con á, thực sự con xuất hiện á, mọi người ở đây ai cũng wow và vỗ tay cho con hết. Yeah. Mọi người chưa vỗ tay cho mẹ Đào nhưng mọi người vỗ tay cho con trước. Yeah. Bởi vì cái sự xuất hiện của con quá ấn tượng. Và những cái lời mà con rap trong đó thì có một câu mà tất cả mọi người ở đây ai cũng nhớ là con sẽ là người đàn ông của mẹ con. Con năm nay con bao nhiêu tuổi hả Thỏ? Dạ con 9 tuổi rồi. Con 9 tuổi rồi, vậy con hứa là con sẽ yêu thương mẹ mãi mãi đúng không? Dạ đúng. Vậy thì tất cả những gì con nói hôm nay nó còn trên mạng mãi mãi. Mai mốt con coi lại chương trình này thì nhớ những gì đã hứa với mẹ và không bao giờ được làm mẹ buồn nhá. Dạ. Rồi, giờ là xong phần Thỏ tới phần Đào. Dễ sợ quá. Chị rất là đồng ý. Nhiều thí sinh lắm chị ơi. Chị rất đồng ý với chị Oanh một điều là cái cuộc này là một cái cuộc cực kỳ khốc liệt. Bước ngoặt cuộc đời luôn á. Chính xác, tất cả những nghệ sĩ ngồi ở đây đều là bước ngoặt cuộc đời. Cười Xuyên Việt là bước ngoặt cuộc đời của Nam Thư. Bảo Lâm, anh Tú. Yeah, bổ tay cho Cười Xuyên Việt đó nè. Đó, chính xác, chính xác. Dạ không, và đôi khi cũng không cần là đạt danh hiệu đâu ạ. Không danh hiệu vẫn được nhớ ạ. Minh Dự à. Minh Dự vẫn bước ra từ Cười Xuyên Việt luôn. Cuộc này cực kỳ khốc liệt. Và Cười Xuyên Việt là một cái thương hiệu rất lâu rồi, phải 3 năm mới trở lại. Thì không chỉ riêng Kim Đào mà 5 thí sinh ở trong kia đã xác định bước vào cuộc chơi này thì phải chơi hết mức, hết mình. Các bạn cũng đã làm nghề một khoảng thời gian rồi, thì cái cuộc này là cái cuộc các bạn có bật hay không. Giống như chị ngày xưa, chị làm nghề 11 năm, chị tham gia Cười Xuyên Việt, chị mới nổi tiếng. Chị Oanh nói rất đúng, không bước ra thì thôi, bước ra là phải gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Và đó là sản phẩm cống hiến cho bản thân mình đầu tiên nè. Đây là sân chơi dành sản phẩm cho tụi em đó. Và hy vọng là chị sẽ gặp lại Kim Đào ở những vòng sau quyết liệt hơn. Dạ hết. Dạ. Cảm ơn chị. Được đầu tư mà phải không chị Thư? Phải chơi hết mình chứ. Ai bỏ tiền ra làm cảnh trí, bối cảnh, tất cả mọi thứ cho mình. Chính xác.
Cho em nói câu được không ạ, anh Dự ơi? Cho em nói em chưa nói được cái gì luôn á. Dạ, em nói ngắn gọn. Em hiểu tâm lý mấy người nói sau cùng lắm là một ý khác của anh, một ý khác của anh nè. Là Kim Đào là anh rất là thương luôn, anh giúp đỡ thiệt sự luôn. Anh có một cái vai gì mà phụ nữ hay đó là anh đều kêu Kim Đào. Ngay cái livestream thấy anh Đào bán ế, nó Đào mày xuống nhà tao đi. Phải kệ quá, cho vài trăm đơn. Đúng rồi, like cái là cả trăm đơn. Với lại ngay cái đòi nợ, người nó đi phim người ta không trả tiền. Rồi sao anh? Mà cái fanpage của anh là fanpage quảng cáo không em? Đúng. Anh đăng lên đòi nợ giùm Kim Đào. Em rất là tình thương của anh dành cho nó rất là nhiều luôn. Lúc nào Đào á là cũng đứa nhiệt quyết, máu lửa hết. Nhưng mà cái anh Gia Bảo nó đúng, em bị tự ti á. Em tự ti về cái ngoại hình em nè, em tự ti về cái hoàn cảnh của mình nè. Anh nói hả, xuất phát không ai mà giàu, không ai xuất phát mà giỏi hết. Mình phải từ từ mình cố gắng lên, không tự ti. Với lại không được than nha, cái nghề này mà than hoài. Không được than mệt, không được than trời sao cực quá, không có. Trời biết bao nhiêu người ngoài kia không có việc làm, mà mình có công ăn việc làm ở đây, mình được chán hết mình. Thì tại sao mình không vui chứ? Người ta có than đâu, có em bán hàng nhiều quá em than. Chứ người ta có than miếng nào. Dạ, dạ em cũng xin nói ở đây với mấy anh chị và tất cả quý vị khán giả, đợt này em rất là quyết tâm mới tham gia Cười Xuyên Việt. Và em xin hứa là những tập tiếp theo em sẽ khác, phá bỏ cái vỏ bọc của em như anh Tú đã nói. Hay quá em. Em với lại có cơ hội là cho bé vô luôn nha. Tại vì nãy xuất hiện cái anh rất là xúc động luôn á. Tại vì cái mẹ diễn mặt trái tim á, nó chạm đến trái tim anh khóc thiệt. Người ta đưa con, người ta kỷ niệm một lần, người ta biết chỗ nào nên dừng, chứ phải lúc nào cũng đưa con đưa vợ như em đâu. Thì bây giờ tới phần công bố điểm. Tiết mục của Kim Đào được 56 điểm từ ban giám khảo chuyên môn và ban giải trí. Giải thưởng nóng, trường hợp 1, nếu tổng điểm của tất cả giám khảo dành cho bạn đạt tối đa 60 điểm, bạn nhận ngay giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt. Trường hợp 2, nếu tổng từ 55 điểm trở lên, bạn sẽ có quyền lựa chọn một trong 3 ô may mắn, với mệnh giá giải thưởng ngẫu nhiên là 0 đồng, 2 triệu đồng và 4 triệu đồng. Chúc bạn may mắn. Kim Đào được quyền bốc thăm để nhận phần tiền thưởng nóng ngày hôm nay. Wow. 0 đồng, 2 triệu đồng và 4 triệu đồng. Mẹ con Kim Đào đưa ra quyết định của mình đi. Mẹ cho con chọn á. Dạ. Con chọn ô số mấy nè? Dạ con chọn số 2. Con chọn ô số 2. Dạ. Chốt số 2. Dạ. Chốt đơn với con luôn. Mời số 1. Có tiền. Chú Dự mở ô số 3. Chúc mừng Kim Đào và con trai của mình có 4 triệu đồng cho phần thưởng nóng ngày hôm nay. Và mong là với số tiền này, tiết mục lần sau của Kim Đào sẽ hoành tráng hơn, quyết liệt hơn và thú vị. Các bạn ơi, đi học thôi. Tặng người bốc tê không em, tặng người có mi pha nhé, tặng người thò chân xinh xinh, mai tay hoa lớp một phần. Nhớ lắm, tôi xa đường trường học nắng con nghiêng. Nhớ lắm, tôi xa đường trường học nắng con nghiêng. Và đó là cách mà tôi chia tay trường mầm non. Chào bạn, tạm biệt bạn. Rồi tôi bắt đầu bước vào cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Nhưng tôi lại chia tay cấp 3 cũng bởi vì cái thằng mập, vừa mập vừa xấu, học dốt, nhà thì nghèo, tôi làm nghệ thuật dẹp đi. Cuộc sống mày là vậy mà, sinh ra đã là một nỗi nhục rồi. Vì sinh ra trong gia đình vất vả lại không đầy đủ mẹ cha, hàng ngày phải nghe đi nghe lại những câu chửi tiếng chê bên tai. Mày xấu dốt bất tài vô dụng, nhìn mày còn chẳng thấy nổi tương lai. Xin lỗi mẹ vì những tháng ngày mẹ đã vất vả không nghỉ ngơi. Xin lỗi mẹ vì chưa một lần làm mẹ tự hào được với cuộc đời. Xin lỗi mẹ vì tội bất hiếu xa quê xa mẹ buồn lắm mẹ ơi. Con chỉ mong cúi mặt một lần để có cơ hội làm lại cuộc đời. Quần áo, ba lô, hồ sơ,
rơi và tiền lẻ. Tất cả mang lên xe, tâm trạng như giằng xé. Trước mặt là thành phố, lộng lẫy đầy tương lai. Bỏ đằng sau ký ức cả mong một ngày không xa có được quay trở lại. Quần áo, ba lô, hồ sơ cùng tiền lẻ. Tất cả mang lên xe, tâm trạng như giằng xé. Trước mặt là thành phố, lộng lẫy đầy tương lai. Bỏ đằng sau ký ức cả mong một ngày không xa có sẽ quay trở lại. Bây giờ em bị cướp hết rồi. Em biết phải sống bằng cái nghề gì đây? Xích lô, ai không hay ước mơ. Cứ mơ lặng lẽ, cứ vui đùa nhé. Cứ long không đi về. Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi. Còn lại mình ta ước mơ đã đời. La 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 la. Không sao, không sao, sao? Bình tĩnh thôi, bị dịnh thôi mà. Xích lô quá tải thì bị xích luôn. Xích lô không được. Tôi biết phải làm cái đó. Thấy chưa? Không có bằng tốt nghiệp mà đi lái taxi rồi gây tai nạn. Tuyệt vọng quá. Ngay chính bây giờ đây, tôi tự hỏi bản thân mình phải đi đâu. Đi không anh? Ôi, chân lý của cuộc đời tôi đây sao? Đi em ơi, đi chôn với anh. Đi đến đâu cũng biết bạc núi xanh. Chạy con sen chở chồng chành. Mình phóng tầm mắt tới chân trời mới toanh. Tới rồi. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về. Đêm cùng làn chuông hương, cuối nẻo đường đi. Bước ra liền, bước ra khỏi luồng ánh sáng của tôi liền. Ôi, em không có ăn cắp. Tao nói mày đồ ăn cắp á. Anh trai, cái đó là tụi nó dàn dựng tôi lấy xe chứ em đâu có ăn cắp đâu. Mà em nói anh nghe, em có thể ăn được tất cả mọi thứ, nhưng ăn cắp thiệt không? Mà cái món ăn cắp đó có ngon lành gì đâu bắt ăn cắp hoài trời. Mà tao nhìn từ trên xuống dưới á, là mày rõ ràng là ăn cắp luôn á. Trời ơi, ê, anh không phải chủ em á, là em đu nữa nè. Áp đặt người ta là ăn cắp. Con anh á, nó chạy xe ngang nè. Em thấy nó dễ thương, em nhìn thôi, nựng 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 thôi. Trời chứ ơi, không có ý mà ăn cắp đâu. Mày để con tao, mày có mua giữa nó. Nó mới có 4 tuổi nghe chưa? Stop. Con anh bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi thì chiếc xe của nó chút béo vậy nè. Nếu như em ăn cắp xe của con anh thì em leo lên em ngồi xuống, chẳng khác là em nuốt trọn chiếc xe. Hả? Mày là một thằng không có học, không có nhà cửa thì túm lại mày là thằng cấp. Cái chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Tôi đang không. Xin cảm ơn ông trời. Bao năm tháng dầm trường thắp sáng ước mơ, tôi được bay trên ánh đèn sân khấu. Thành tâm tiếp bước ngà. Sông nước ngọt ngào vùng đất Cà Mau đã cho tôi thêm nhiều ý chí. Như sức tay giữ lấy mái chèo, chèo chống chống chèo vượt qua cơn giông bão. Bước vào nghề nhờ những cái đều nợ với đời hay đời nợ ta.
đã được trở thành sự thật. Tôi đã được đứng đây, được diễn, được ca, được làm những gì mà mình mơ ước. Và tôi xin hứa sẽ luôn giữ và trân trọng những gì mình đã có. Tôi sẽ bay thật cao, bay thật xa và bay cao trên ước mơ của mình. Hey! Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng người. Bay lên cao, bay lên cao như con cao. Oh 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 oh. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần. Cuộc đời như lân lân, như lân lân không ngại ngần. Oh 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 oh. Ta về trong mơ, về trong mơ. Kính thưa quý vị, và đó là câu chuyện của cuộc đời Phước Lộc. Wow. Phước Lộc ơi, đồng cảm lắm. Thử biết bao nhiêu nghề, mình cũng đam mê làm việc mà mọi người cười chê mình ngoại hình không có đẹp bằng ta, chiều cao mình bị thiếu, mà nhiều khi bị chê bì ngang mình hơi nhiều nữa. Xin nhiều chỗ không nhận, thử nhiều việc cũng không xong. Nhưng mà bất ngờ sân khấu và đặc biệt là sân khấu hài chấp nhận những khuyết điểm của chúng ta, và Phước Lộc có mặt ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn. Xem Phước Lộc trình diễn xong á, cái em muốn mời anh Gia Bảo nhận xét. Dạ, xin phép ba Minh với cô Oanh cho con nhận xét trước. Nhìn Phước Lộc thì anh nhớ Cười Xuyên Việt năm 2017. Ngay cái tập đầu tiên luôn, cái tập mà Hồng Thanh ra mắt là em đã diễn cho Hồng Thanh. Cái vai gần như không có thoại nhưng mà rất là có duyên. Và từ đó là anh biết em. Giờ này thấy em mạnh dạn dám đi thi cuộc thi này. Mà Lộc lại là một người rất là đa tài. Em đi diễn lô tô nữa, ca hay, diễn giỏi mà có duyên. Ngày hôm nay tập đầu tiên cũng cho thấy được nhiều cái khả năng của em. Cái phần đọc rap em quá là dễ thương, bắt trend quá tốt, ca hát tất cả mọi thứ với một trend rất là ok. Dạ. Cảm ơn anh Gia Bảo. Em muốn mời chị Kiều Oanh nè. Trước tiên thì cảm ơn em lần đầu gặp gỡ mà đã dọn cho một cái mâm tiệc nó hoành tráng. Đó là một cái điều thông minh. Nếu như ai đó không có tôn trọng cái ngoại hình của em, họ xem thường ngoại hình của em, thì ngày hôm nay chị chỉ nói như thế này là màn chào đầu của em, sự duyên dáng của em, cái thông minh chọn cái kịch bản của em, nó bằng cái số ký của em hiện nay. Dạ, cảm ơn chị. Vậy thôi. Con biết thầy hiểu lắm về những học trò mà quá nhiều khuyết điểm mà không tự tin về ngoại hình của mình. Mời thầy cho lời khuyên. Cũng giống như ngày xưa thầy cũng bị cái khuyết điểm, thì thầy của thầy mới nói là con hãy lấy những khuyết điểm để con làm thành ưu điểm. Bây giờ thầy cũng gửi cái câu đó lại cho con. Mình hãy lấy những cái gì mà người ta cho là khuyết điểm để mình vận dụng nó, mình biến nó thành ưu điểm của mình. Tiếp mục chào sân của con rất là ok. Thầy chỉ nhắc con, mai mốt con diễn con phải giữ cái sức cho mình nữa. Cái lửa từ bên trong của người nghệ sĩ là phải có. Tuy nhiên phải khống chế vừa cái sức. Nếu như một đêm mình diễn 3-4 suất thì làm sao mình chịu nổi. Diễn làm sao mà người ta thấy hừng hực nhưng mà người ta vẫn thấy nhẹ nhàng, không có hùng hục. Phải giữ sức. Dạ. Mình có sức mình mới chiến đấu được với các bạn khác. Dạ. Ha, đó là một cái. Cái thứ hai, con phải tìm cho mình cái chìa khóa riêng. Khi xuất hiện mình phải khác với những nhân vật khác thì con mới thành công. Con phải tìm cho mình những cái đặc sắc của ngoại hình của mình và không trùng lắp với người khác. Hy vọng là con sẽ có nhiều cái chứng minh mình ở những tập sau. Cảm ơn con. Dạ. Con cảm ơn thầy. Và con nghĩ là không riêng gì Phước Lộc đâu. Những thí sinh còn lại thèm thuồng nghe những kinh nghiệm từ thầy lắm. Dạ, Dương Lâm. Tại dạ. Nãy giờ thí sinh á, ai cũng kể cái nửa đời người từ lúc mà phát triển một xíu. Còn em là em kể từ lúc mà em ấu thơ, lúc em học mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi em làm đủ thứ nghề luôn mới được đến với nghề nghệ thuật này. Nhưng mà tại sao em không kể cái nghề mà ngày sinh em theo anh vậy Lộc? Anh nuôi em trắng trẻo mẫm mỉm. Anh ơi, tại vì cái bài em á là đạo diễn nói là ồn rồi, cho nên là cái khúc em không thể nào được cái khúc mọi người ơi vô được. À, một thời gian là không có công ăn việc làm, nhắn tin cho Lâm, anh Lâm ơi có làm gì kéo em theo với. Nhưng mà có những người ơn nhanh mà lui về phía sau không cần nhắc cái tên mình, đó mới là rộng lượng đó anh. Dạ. Con bé này. nhưng mà thôi bây giờ là mình làm người rộng lượng, bỏ qua cho Phước Lộc đi. Rồi bỏ qua Phước Lộc, với lại nhắn nhủ với Lộc một câu. Từ trước giờ những cái chương trình game show như là chương trình em tham gia rất là nhiều, em thuộc về là ông hoàng giai phụ luôn á. Nói chung là ai thi cái gì cũng có mặt em hết trơn á trời. Mà chưa thấy em đứng ở một cái vị trí chính nào, ở một cái chương trình nào hết. Thì đây chính là cái cơ hội nha, phát huy cầm trịch một chương trình và tỏa sáng trong chương trình Cười Xuyên Việt này. Xin chúc mừng Lộc. Dạ.
Chúc mừng Phước Lộc. Em cũng phải cảm ơn anh Lâm, là nhờ có khoảng thời gian mà anh Lâm kêu em phụ livestream đó. Đó thì phải kể. Em mới đủ cái tiền mà trang trải. Dạ, Lộc cũng đã biết ơn rồi. Dạ mời chị Thứ. Thật sự là Lộc cũng đã hợp tác với chị 2-3 dự án rồi. Nhưng mà thật sự bây giờ hồi nãy em bước ra sân khấu chị không thấy số ký của em. Chị chỉ thấy một Phước Lộc đứng trên sân khấu. Trời ơi, máu lửa vô cùng, nhịp nhàng vô cùng. Và em là một diễn viên cực kỳ thông minh khi lên sân khấu. Em biết chia ra như thế nào trong một cái bài của em nó ngắn gọn mà nó đầy đủ, cái gì cũng dọn ra hết. Và hy vọng là mở màn đã nặng ký như thế này thì vào những vòng tiếp theo đừng làm Mai Giám Khảo thất vọng hết. Dạ, cảm ơn chị Nam Thư. Chị Thư nói về áp lực thí sinh quá. Hồi nãy tưởng là chung kết không đó em. Tưởng cái cú mặc áo dài lên rồi đẩy cái bụng lên, có bông ra. Rồi sau lưng có những biểu cảm hay ho biểu cảm nữa. Hay ho nữa. Tưởng chung kết không chứ. Em ngồi với em hỏi, ủa mở màn là kiểu này chung kết lấy gì thi ta? Đúng rồi, có bông có quan. Ủa này là sao vậy em? Em mang tâm lý đi thi của mình là dòng nào cũng như dòng chung kết. Hey, nói nha. Áp lực trăm bề. Dòng nào cũng như dòng chung kết. Vì thì phải cho cái người mà vô chung kết rồi ta phát biểu. Dạ mời anh Tú. Anh cũng biết em rồi, anh cũng đồng cảm với câu chuyện của em. Vì cái câu chuyện của anh nó cũng y chang như vậy. Ngày hôm nay em làm được một cái điều là em bước chân lên Cờ Xuyên Việt để em thể hiện khả năng của mình. Sau bao nhiêu năm đi làm nghệ thuật mà người ta không trân trọng em, thì đây là lúc để người ta trân trọng em. Và em có rất nhiều tố chất, thật sự anh hy vọng là em sẽ giữ được cái tố chất đó và trao dồi thêm cái sức khỏe của mình. Cảm ơn anh Tú. Và bây giờ là số điểm của Phước Lộc ở vòng thi này. Tổng điểm của Phước Lộc là 57,5 điểm. Còn bây giờ là bốc thăm Nghệ Lộc nhé. Rất căng thẳng đây. 0 đồng, 2 triệu hay 4 triệu? Ô, số mấy Phước Lộc? Bình thường Lộc thích số mấy? Em thích số 3. Chọn số 3. Bây giờ Dự sẽ mở hai ô còn lại. Lộc, đứng qua đây. Ủa, đứng như là phong dao vô trái táo vậy Lộc. Mình để thoải mái tự nhiên. Cẩn thận. Dự mở số 1 nè. Trời ơi. Lộc, mở số 2 đi. Dừng. Rồi. Hay quá Lộc ơi. Hay quá. Số 3 luôn đi Lộc. Mở cái bạc luôn. Chúc mừng Phước Lộc với phần thi này. Chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mân mê. Mở cửa cho con đi ba. Bây giờ ba có cuộc sống gia đình riêng rồi. Thôi ba cho con một ít tiền. Con về với nội hay về với mẹ đi. Con cảm ơn ba. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Mẹ đừng có bỏ con. Mẹ cũng nhớ có gia đình riêng rồi. Mẹ cho con tiền nha. Rồi con đi về nội con đi nha. Dạ. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Cái tờ 100 này nó bị rách góc rồi. Đổi cho con thì tiền này xài không được. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Mở cửa cho con đi. Cái tờ này 20 không phải 500. Cái màu nó giống nhau, mẹ đừng có nhầm. Cảm ơn mẹ. Bây giờ tôi đã có trong tay một cái số tiền rất là lớn. Tôi sẽ về quê ở với ông nội của tôi. Ông nội ơi. Thank you.
diễn tiểu phẩm. Tiểu phẩm? Tại dạ. Bi kịch nữa hả? Dạ đúng rồi. Nhờ những cái cuộc thi á, mình nên diễn bi kịch chút xíu. Thì cái cuộc đời của con á là cha bỏ mẹ bỏ, ông nội thì qua đời. Con diễn tiểu phẩm. Ông nội của mày vẫn đứng đây nè. Ở bi kịch của mày không phải nằm đó, là đây là con. Nè, là đây là con. Nè, giấy mời phụ huynh con nè con. Con đâu làm gì đâu. Con cố đánh nhau thôi. Nhưng mà đó là một câu chuyện rất là dài. Gì đánh tôi? Tại bạn liếc tôi. Tôi bị lé mà. Xin lỗi bạn à. Hả? Mày hứ không? Tao nhìn mày nãy giờ mày hứ không? Mày hứ không hả? Mày hứ không? Thật hứ không? Tao nói với mày nha. Mày mà còn nhấn mạnh với tao, nó xúc mày luôn á. Tao dữ lắm đó, nói mày biết nha. Và câu chuyện đến đó là hết ạ. Thôi vậy đó. Mày đứng lên. Nội không có bắt mày quỳ. Quần áo là sọc sệt đi học về con gái con đứa. Nghe nội dặn nè. Dạ. Cuối cùng nữa chưa con, lần sau đi học đừng có đánh nhau nữa. Dạ con biết rồi, không đánh nhau nữa. Bây giờ đi ra đằng sau nhà, rửa dạ. Cái tay rồi vô ăn cơm với nội. Dạ. Ủa mà nội ơi nội, sao con thấy á, hồi đó giờ á, mỗi lần mà con làm sai cái gì á, nội cũng không bao giờ nãy đánh con, hay nội cũng không bao giờ nãy la con hết trơn á. Tại sao vậy nội? Rồi không có đánh mày vì mày đã đủ đau rồi. Vậy không biết nữa sao ơi, là sao ơi. Đi tới đi lui, đi tới đi lui. Rồi lấy cái chung để đây, tưởng rót nước tôi uống. Rồi đi tiếp nữa. Cái gì giống như khùng như điên. Bà đi tới đi lui, hồi tôi chóng mặt tôi xỉu bây giờ đây nè. Trời ơi, sốt quá. Sốt cái gì? Bình tĩnh đi. Ôi trời. Anh ba ơi. Cái gì? Hay là giờ vậy nè anh ba. Sao? Trời lên cao quá rồi, để đàn trai đứng ngoài hoài tội nghiệp quá. Cho họ vô đại đi, chứ không thôi chút xíu nữa là nước rồng cạn nước tới đáy rồi xù ghe đâu có tập vô được. Sợ nắng phải không? Dạ. Sợ nắng là mấy người đó mệt mỏi phải không? Kệ, tới không đúng giờ là phải vậy. Nghe lời tôi đi, trễ một giờ, trễ một khắc cũng nguy hiểm cho cả cuộc đời của tụi nó. Bây giờ muốn tụi nó sống đời ở kiếp hay muốn tụi nó chết liền đây? À, trời ơi, cãi cãi thôi không làm nữa. À, thôi trời ơi đừng muốn làm gì làm đi đừng nói. Thôi đừng giận. Trời ơi thầy ba ơi đừng giận. Thôi. Không phải là giận nhưng mà cái gì tôi coi kỹ lắm, tôi coi đâu đó đàng hoàng mà cứ cãi. À, muốn làm gì? Thôi mày tin mà tin rồi. Cái gì đó? Rồi đúng vậy. Có gì đâu uổng. Tay. Ủa trời ơi chưa tới giờ sao vô rồi anh ba? Để đó tôi. Kính chào quý vị. Chào hỏi cái gì? Đi đâu đây? Ồ, hỏi mới lạ đó. Tôi đi rước dâu chứ đi đâu? Dâu?
Trời ơi, anh Năm ơi, thầy ba đã coi rồi, phải đúng ngày, đúng giờ, đúng khắc thì mới đúng lễ nghi chứ anh Năm. Trời ơi, đúng giờ, đúng khắc cái gì chị Sáu ơi. Tôi vô đây là muốn nói tình nghĩa với chị, chứ mà chiếu theo lễ nghi thì tôi vô đây làm cái gì? Thông cảm đi, cho tôi rước dâu sớm đi mà. Khoan đã. Bữa nay được sự ủy nhiệm của cô Sáu, tức là xui gái đây. Tôi thay mặt nhà gái mà tuyên bố, nếu như đàn trai không đúng lời hẹn ban đầu, đến giờ đại kiếp mới rước dâu về, xin hãy cảm thông, không thể bỏ qua cái chuyện rước dâu. Đây là luật lệ, rượu này tôi nhận, nhưng phải chờ thêm đúng ngọ mới vô. Thầy ba quá đáng, tôi đã cạn lời, trời chưa nước rút không thể vô, dàm lẽ nào rước dâu mà lại để cho thiên hạ hai bên lỗi sình coi sao được. Anh nên suy nghĩ lại, thuận cho rước dâu sẽ đẹp dạ hai bên. Không, không là không, tiếng Mỹ là no. Tôi nói được là được, tiếng Mỹ là yes. No. Được. No. Yes. Trời ơi, thôi thôi. Nói gì? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh Năm, anh Ba bình tĩnh. Anh Ba ơi, anh Ba ơi, lễ vật cũng đã lỡ vô rồi. Thôi nhận rượu lễ đi rồi mình nói chuyện sau ha anh Ba. Được rồi, bước vào đây. Dạ. Để lấy lời của Sáu. Rồi, lễ vật có gì? Để xuống đây coi. Để xuống mấy đứa. Cao vậy là không đúng rồi. Dạ. Cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi. Cái gì giờ này trời? Trời ơi. Trời ơi, anh Năm ơi, làm ăn gì kỳ vậy nè? Bây giờ giờ sao giờ thầy ba? Không có trăng sao gì hết á. Vậy là anh Năm nè. Tôi không ngờ anh chơi trò tiểu nhân, muốn cho banh đám cưới cô Hồng. Vì sao lễ rượu lại là như thế? Bình nhau ở đâu sao chơi nguyên canh rượu? Rõ ràng anh hận tôi nên giở trò phải không? Tôi đâu thèm chơi trò trẻ con, chẳng qua do rủi ro bất ngờ. Đàn trai đi từ tờ mờ sáng, nước xoáy đền kè mới tâm vô cồn. Rượu trà rớt xuống sông, còn cái này anh có chịu lấy không hả? Đừng có rượu, tôi đã nói rồi, nó phải là có nhau này, rồi có đàng hoàng, rồi có chung rượu đàng hoàng, có mâm đó mà. Tự nhiên đứng nguyên cái canh rượu ở đây là muốn đàn gái là bộn nhậu hay sao? Nè, anh nói vậy là sai rồi. Sai sao? Ha, rượu nào chẳng là rượu. Rượu uống vô là tất cả đều chung một cái là say. Đồng ý, nhưng rượu hàng, rượu quán không uống, rượu phải đàng hoàng. Ở đây tôi phải nói là tình nghĩa mới là chánh. Không có đem ba cái rượu cao rồi quá. Kiếm chuyện, anh kiếm chuyện với tôi hả? Không có kiếm chuyện với anh. Thôi, 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 anh Nam ơi, anh Nam ơi. Trời ơi, cứ hỏi mà anh làm vậy chết tôi rồi, anh Nam ơi. Bình tĩnh, để tôi. Bây giờ nè, anh sai nhiều thứ lắm. Tôi sai chỗ nào? Nói cái rượu không là sai một thứ nè. Cao. Cao tôi đã nói rồi, phải không? Là phải là buồn cao 200 trái. Anh chơi thung cao không tới 200 trái. Anh đi kiếm đi. Tôi đưa tiền cho anh đi kiếm. Thời bố giờ mà kiếm cái buồn cao mà có 200 trái hả? Không cần biết. Ông quỷ hả? Không quỷ gì mà ông gì không biết. Đó là chuyện của anh. Còn không là đi về tiễn khách, đi về rước dâu mà không có dâu. Ai nhớ có về ra làm gì tôi đi vậy hả? Cáo báo trời ơi, cáo báo không tin đây nè. Đứng đây mày đi đâu lố vậy? Cái gì mày nói bình tĩnh. Con mày đám cưới mà con nói cái gì cấp báo con ghê hả? Trời ơi, dì ơi, dì ơi. Con Hồng nó đã bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại hai bức tâm thư. Trời ơi, con gái tôi nó đã bỏ đi rồi. Trời ơi, giờ sao anh Ba? Nó bỏ đi hỏi nó chứ sao tôi biết được. Đây là lá thư mà Hồng gửi cho dì Sáu. Trời ơi, còn thầy ba ơi, đây là lá thư của thầy. Thư gì của tôi mày? Ai gửi tôi chi? Không phải con Hồng gửi cho thầy đâu, mà là của con Phương, con gái của thầy gửi cho thầy đó. Phương, con gái của nó gửi cho tôi. Dạ. Cái gì vậy trời? Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Mày làm cái gì mà mày cấp báo hoài vậy mày? Dạ, tại vì cái tin này nó cũng khủng khiếp vô cùng, nó khẩn cấp lắm. Nói. Mọi người ơi, chú rể cấp và cả anh Toản cũng bỏ đi luôn rồi. Cái gì? Chú dạ. Đây, thật cặp. Dạ, để lại một lá thư cho thầy ba nữa. Thầy ủa, hãy đọc đi. Sao không gửi tôi? Không, anh Toản gửi cho thầy ba. Cái này Toản. Dạ. Này Phương, này dạ. Toản.
Trời ơi, dạ. Con không biết chữ, à, đọc dùm gì vậy? Dạ dạ dạ, để con đọc. Để em Hồng viết cái gì đây? Em Hồng viết là: Má kính yêu, khi má đọc thư này thì con đã ra đi. Con xin chịu tội bất hiếu với má. Con không thể lấy người con không yêu làm chồng. Xin má hãy tha thứ cho con. Má ơi, chữ hiếu kiếp sau con xin trả cho má. Vĩnh biệt má. Trời ơi, con bỏ đi rồi. Trời ơi, con ơi, đừng dạy dỗ mèo bạn con ơi. Mày khóc xạo không à? Dạ. Con của bạn mà mày khóc mày xạo. Con xót cho gì sao? Giờ đây, để con đọc lá thư của anh Tổn. Anh Tổn viết cho thầy ba. Đây này, lá thư này, lá thư này. Tổn, Tổn. Đây, 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 lá thư Tổn này. Tổn. Dạ, con viết con biết mà. Ủa, con nhận con biết mà. Đây, anh Tổn viết như thế này. Nói gì lắm? Ê, thầy ba. Hồng đã đi xa. Và tôi cũng không muốn sống làm gì vì cuộc sống không còn thiết tha. Ê thầy ba, thầy đã chia rẽ chúng ta. Hả? Lại, chia rẽ chúng tôi. Tội ác này tôi ghi nhớ. Chờ thầy nơi suối Giang Khè. Hẹn thầy ngã tư suối Vàng, hẻm 35/7/4, đường vô địa ngục. Chào thầy ba. Trời ơi, sao anh làm vậy? Sao anh làm vậy? Hôn nào? Thầy ba, thầy ba. Nè, nè, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn năm mà tôi tưởng Toản. Toản gì? Mặt mà Toản. Đây là ba của anh Cốc mà thầy. Tại sao nó tự dọn nó chết, nó còn hăm dọa tôi nữa sao? Tại sao phải kiếm? Đây, đọc lá thư. Con đọc cho, con đọc cho. Trời ơi, để con. Ba kính yêu, khi ba đọc thơ này, con đã ra đi. Con xin chịu tội bất hiếu với ba. Con không thể lấy người con không yêu được. Bởi vì con đã có thai với người con yêu rồi. Ba ơi, vĩnh biệt ba. Con lên đường đi chết. Trời ơi, thầy ơi, như vậy là Phương đòi chết. Mà Phương đã có thai với người Phương yêu rồi thầy ba ơi. Không có thai quá. Ông ngoại hả? Thầy ơi, sao thầy làm thầy mà thầy không coi được con của thầy vậy? Thầy không coi. Thật rồi, coi chặt hết rồi. Con ơi, con đi đâu? Con ơi, Phương ơi, con về đây đi. Con thương ai thế cả đó. Bây giờ mày lỡ mày ra bác xà lá bút chín lá. Ông đừng có nói nữa. Ông trả con gái lại cho tôi đi. Trả ông coi cái kiểu gì mà ông nói lấy hình gốc thì tốt. Bây giờ tôi ép riêng con tôi giờ nó tự giận trả con lại cho tôi. Bây giờ Trời ơi, hứa đi. Biết ở đâu mà trả con tôi nó cũng đi rồi kìa. Con ơi, con ơi, con đừng có dạy dỗ con, giờ con về đây đi. Má ơi, má ơi, con về rồi nè má. Má hứa gả anh Tổn cho con ha má. Hứa, thằng Tổn, thằng Tổn gì mà má cũng hứa trời. Dạ, anh Tổn tuổi tí á má. Tuổi tí, tuổi gì má cũng gả luôn. Trời ơi, con không có tự giận. Con cảm ơn bác. Bác ơi bác, bác thương con với em Hồng đi bác. Tụi con thương nhau mà. Thầy ba cũng thông cảm đi nè. Ê, cái thằng kia, đến đây mày. Mày nhiều chuyện mày giạt tao hả? Dạ bác đừng có chửi tụi con. Hai đứa con yêu nhau tha thiết lắm. Bác dòm đi, tụi con mặc đồ đôi nè, thấy chưa? Má mày dễ thương quá. Dạ. Ở đây nói chuyện đàng hoàng viết thơ ê tao không á. Dạ con mày mà... hẹn tao suối Vàng Khè rồi hả con? Dạ thôi anh đừng có nói động tới rể tôi. Bây giờ tôi chấp nhận nó rồi đó. Chị sao nó đồng ý rồi? Con người ta đã về. Còn con mình đâu? Ông làm cái gì vậy? Con đưa con bướm nó đâu rồi? Con ở đâu con? Ai biết? Cấp báo! Đất ơi, cái con quỷ nó cấp báo rồi. Thơ nữa hả con? Dạ không có thơ mà là lời nhắn thôi. Nói thầy con ơi, Phương á, con của thầy nói là nếu như á mà thầy đồng ý cho Phương lấy Mận á thì hai người sẽ quay trở về đây cùng với lại cái thai. Còn nếu như mà thầy ba không chấp nhận thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi. Thôi mày kéo lại, mày kéo con tay lại. Không. Không có ngơi gã cho nó ăn mận mà nó kéo đó. Nó tạm ứng cho tao cháu ngoại rồi. Bây giờ cho nó kéo gì nó kéo con tao có thai rồi. Được rồi. Kéo cũng gã luôn. Vui quá. Vui cái gì? Dạ vui. Tôi có ý kiến. Dạ. Bây giờ con Hồng nó lấy thằng Toản. Dạ. Phương thì lấy Mận. Dạ. Còn con Cốc, con của tôi đâu? Qua trong hang thôi. Trời ơi. Bây giờ mấy trăm bàn tôi đãi đám cưới mà không có cô dâu. Cốc ơi, Cốc à, vậy cái phần cô dâu cứ để tụi con làm được không?
hồn còn phiêu diêu nơi chân trời góc biển, bởi chuyện tình duyên là do con tim rung động yêu thương kết xe thành chồng vợ. Còn nếu không yêu thì khác nào cục nợ mà phải đeo mang cả đời nên sẽ khổ. Còn muốn xây đắp tương lai trong mái nhà hạnh phúc thì phải có tình yêu hòa hợp giữa đôi lòng. Cậu ơi, xuất hiện đi. Thằng Cậu kìa. Cậu, Cậu, Cậu đã bò ra rồi. Thằng Cậu. Trời ơi, Cậu ơi, sao bữa nay bụng mày bự vậy? Gượng nghèo sống bên nhau là sầu hận chất chồng. Nếu như chúng con là những người dũng suy cạn nghĩ mà quỷ hoại thân mình để bảo vệ tình yêu, thì giờ đây những người đã áp đặt chúng con liệu có sướng vui khi con mình đau khổ. Chúng con kính trọng đấng sanh thành dưỡng dục, nhưng xin cho chúng con được quyền chọn lửa bàn trăm năm. Trời ơi, Khóc ơi, bây giờ con đừng có buồn nữa. Bây giờ con yêu ai, con muốn lấy ai, tía cho con lấy hết. Tía nói thiệt á, tía nói thiệt. Chứ tía ép con không cho có ép nữa, không khổ có, quá. Không có ép đâu, không nói đi. Tía ơi, vậy con nói người yêu con rồi tía gả tía. Gả liền, không suy nghĩ. Tía ơi, con yêu người trong nhà này nè. Người trong nhà này? Ai vậy con? Ai? Nè bà. Cái gì? Không có được con ơi. Tại sao con lấy bà Sáu được? Không phải, hiểu lầm. Ở đằng sau á là nhỏ này là chú chưa. Cái làm gì hai đứa bà làm cái gì? Clip hả? Hát clip hả? Tía hứa nãy với con rồi đó. Tía hứa là con yêu ai, tía gả. Giờ tía gả chua cho Cóc đi. Tía ơi, tía nghĩ lại đi tía. Có trái Cóc nào mà không chua không tía? Cóc là phải chua tía. Đúng rồi. Đúng rồi anh Năm ơi. Ba sao? Hả? Thầy thấy sao? Cóc mà chua mà chấm muối ớt hết sảy luôn. Để con chắc đặt muối ớt hả? Dạ. Tác hợp luôn. Vậy hả? Anh coi giùm tôi ngày nào tháng tốt đấy. Không coi nữa, đốt sách rồi bỏ rồi. Không coi trận lắc, không coi nữa. Bây giờ quyết định luôn. Sao? Bây giờ anh cứ gả hai đứa này anh làm đám cưới. Đây làm đám cưới, con tôi làm đám cưới luôn. Mùng ba này tổ chức đám cưới luôn. Cái gì? Anh đâu rồi anh Đường ơi? Chú Tư, kiếm tía con chi vậy? Trời ơi, có mày đây ông già tía mày đâu? Trời ơi, tao ra đây tao kiếm ông tao măng vốn chứ chi? Tía con ra sống trên rồi. Sống trên hả? Măng vốn mày cũng được. Trời ơi, có gì nữa măng vốn con? Con vợ mày, trời ơi, hết sức nói rồi con ơi. Sáng nay ông già tía mày sai nó qua bên bển mượn tao cái bao về đựng lúa đúng không? Dạ đúng. Qua bên nhà, tao nói là bây giờ ra sao bếp đi, có một đống bao đó, lựa một cái đem về cho ông già tía mày. Nở lòng nào, trời đất ơi, tao lo ba cái cây mai ở trước nhà. Nó sân xà, sân xác, nó vô, nó quất nguyên cái bao mà lúa giống của tao đó. Nó trút vô cái đống trấu, rồi nó xách cái bao về. Rồi bây giờ, lúa giống của tao với trấu nó trộn lẫn tùm lum hết trơn. Trời ơi, chết cha tao rồi, mày thấy chưa? Chúc mừng chú Tư. Trời vợ con nó tệ vậy á, hình như sân xác cũng quen rồi. Trời đất ơi, chuyện như vậy mà mày còn chúc mừng tao được nữa hả Đậu? Trời ơi, tao lại vợ chồng mày luôn Đậu ơi. Đen ơi, chết rồi Đen ơi. Đen ơi. Bé hai con nói chuyện Đen chết rồi hả? Chết con Đen rồi. Con Đen chết rồi, nó chết rồi hả? Vợ tôi làm sao? Vợ tôi sao bị chết vậy? Nó bị gì? Tâm bậy. Con Đen nó chết hồi nào? Ủa chị mới nói Đen chết. Sao con mới nói hả? Con nói chết, đây là con chết. Mày sống nhăn răng gì chết gì mày? Giỡn hoài. Sắp chết rồi. Mày vụ gì sắp chết? Cái vụ gì? Con mộng tìm mà được con Đen á là con bị chồng con quánh chết. Gì kỳ vậy?
Bây giờ con đen nó đâu rồi anh Đồng? Đi chưa về. Trời ơi chết rồi chết rồi. Mà cái vụ gì mới được nói cho nghe coi. Anh Đồng anh nghĩ coi tôi có cái gì lạ không anh Đồng? Ê sao bộ đồ này giống đồ của con đen vợ tôi vậy? Thì đó, trời ơi anh nghĩ coi, chú nghĩ coi. Sâm ơi, tụi con mận ngoài ruộng á, cây sông nắng nóng quá, mấy chị em mới rủ nhau xuống dưới ao tắm. Bà lột đồ ra bà tắm, xong xuôi rồi bà nhảy lên bờ. Sơn sơ sơn sáng làm sao đồ bà không mặc, bà túm bộ đồ của con bà mặc vậy á. Thôi chồng con về mà chú biết tính chồng con rồi, nó ghen bà hú luôn chú ơi. Nó thấy con sớm đi mặc một bộ, chiều về mặc một bộ, còn chỗ rách chỗ giá vậy nữa. Nó quýnh má con nhận con ra luôn, chết con rồi. Chị ba, chị bình tĩnh lại, chị đừng buồn. Không ấy chị vô chị lột đồ ra, chị trả gì vợ tôi rồi chị về đi. Tôi nói lột đồ trả đi rồi tôi kiếm bộ đồ khác đem về. Bây giờ tôi mà không tìm ra anh đen trước khi chồng tôi về là tôi chết. Ê, chết. Chết cha mày rồi. Chết cha mày rồi. Cha con sao chết nữa? Chết cha mày là chắc rồi. Hồi nãy tao còn cái vụ này nữa. Nó ghé ngang qua ông già tía mày kêu nó đi mua rượu đúng chưa? Nó qua quán bà Tư Ú. Rồi cái mua rượu. Bà Tư Ú chưa kịp lấy chai rượu, người ta gây lộn ở ngoài. Cái nó sơn xà sơn sát nó nhào ra nó coi. Sẵn tay nó quơ mẹ nó cái chai nước tương rồi. Giờ nó đem về đây à. Ông già tía mày đâu? Trời đất ơi, kêu ông coi là coi ông có uống không, lỡ mà ông uống cái này là đi xúc ruột chết cha luôn á con ơi. Con đi ra đầu xuống chân rồi. Bây giờ đi kiếm nó đi. Đi tìm bà đen đi. Đi tìm nó cho chắc ăn coi. Trời ơi, trời vợ tao sợ vợ mày quá. Ê quá trời quá đất trời này đi. Đen ơi đen, mày đâu rồi mày trả tao bộ đồ đi đen. Đen ơi, con làm ơn trả cái bao lại cho chú con ơi. Mấy người đừng nghĩ tôi hiền là mấy người muốn nói gì nói nha. Đồ của bà tôi bận chi? Tôi đi một tấm ao xong rồi tôi mặc đồ cái của tôi mà rồi cái chết cha rồi. Chết cha rồi không lẽ tôi mặc lộn hay sao trời? Chị ơi, chút của tôi sắm xong rồi tôi đem tôi trả cho chị nha. Trời ơi, sao mình mặn lộn đồ của người ta vậy ta? Mình đi vô tắm trả đồ cho người ta chứ. Để đây đi. Đen à! Đen! Mày đâu rồi Đen? Đố tí con đang ở đâu? Mày... Trời ơi! Mày trong giờ tắm sẽ đâu mày hỏi tao? Trời ơi, tí chân gian nha! Dạ, con tắm mà tí rình nha! Mày nói gì? Cái rình nó đâu? Tí không rình sao con biết chứ, tí biết con trong nhà tắm. Thì bà ơi bà nói chuyện ở trong nhà tắm thì bà ở trong nhà tắm chứ tao rình nó nào mày? Nó phải cho bà cái trộm giống người ta nghe tao cười chết à. Chết cha rồi tí ơi. Lẹ rồi, ra tao biểu ơi. Con quên lấy cái khăn rồi, là tí lấy giùm tôi ơi. Lần nào tắm cũng quên cái khăn hết trơn cái trời á. Mày mốt mà tắm á, tao không lấy khăn. Mày sai tao hoài à. Rồi mày mốt là tao không có nhà rồi sao? Nhờ có chút xíu không cần nha. Không có tí trong nhà thì tôi nhờ thằng Đậu. Không có thằng Đậu nhà sao? Thì không có thằng Đậu nhà tôi đứng luôn trong nhà tắm. Tôi không có nấu cơm mà coi thử đứa nào đói cho biết à. Trời ơi, nói tao đứa nào rồi luôn hả? Cái khăn nè. Đậu sao có thấy đâu? Đi nè bà, thấy chưa? Đưa cao lên đi. Trời ơi, khổ tao hết sức nói. Đó. Trời ơi, có cái khăn xong mà cũng cằn nhằn nữa, nhỏ mọn gì đâu. Tao nhắm mắt lại sao đây? Nè ra biểu ơi. Bực gì đâu. Nó ra nói bởi vậy. Cái khăn không mà cằn nhằn chứ tôi tắm không có bình yên gì hết. Nước không bà ơi. Đâu biết đâu. Đậu đâu rồi? Con đâu biết. Sao không biết? Chồng mày không biết. Hình như nó nhậu về quán rồi kìa. Sao tao thấy cả tháng nay nó nhậu hoài mày không khuyên bảo nó gì hết vậy? Tí nói làm sao vậy? Nó đi nhậu thì để nó đi nhậu chứ sao con khuyên được. Mày nói vậy nghe sao được Đen? Vợ chồng mà phải dạy nhau chứ. Trời ơi tía ơi, nó là con của tía chứ đâu phải nó là con của con đâu. Tía biểu con dạy làm sao con dạy được á tía. Mày nói vậy không là trộm sớm nghe tao cười chết. Rồi mày có thấy nó nhậu rồi mày không sao mày không kêu nó về? Con có ghé vô con kêu nó về mà nó không về. Sao nó không về? Thì nó nói nó mắc nhậu nó không về chứ làm sao. Rồi vậy là mày về hả? Đâu có đâu. Chứ sao? Con vô con làm hết một ly con chào bạn rồi con mới về á. Trời đất ơi trời. Con nhỏ này làm tôi tức chết luôn á.
thằng Đậu á, nó là con của Tía. Chứ đâu phải con của con đâu mà Tía biểu con dạy. Chừng nào á, nó là con của con đi, Tía nói một tiếng con dạy nó liền. Trời ơi trời, tôi nói hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi nó rồi. Mày nói vậy không sợ trộm xóm ta cười thúi đầu hay sao? Người ta cười Tía thì có, Tía nói bậy rồi. Con á là vợ của thằng Đậu thì là dâu của Tía, chứ đâu phải là con của Tía đâu. Dạ đúng. Thiệt là hết biết dâu dây à. Còn nó làm tôi tức chết, khờ gì đâu mà hết biết. Biết rồi sớm diện ai cũng cười chê, làm cho tôi mắc cỡ quá. Tía ơi tía đừng có mắc cỡ mà chi, sớm này đâu có ai nói con ngu, mà họ chỉ đồn là con rất tệ, nên họ nói con tệ hơn vợ Đậu thôi. Thằng vợ tệ còn buồn hơn là cụ giới khờ. Mày còn đứng đó đôi co với tao, nói chuyện cho vui chứ gây với Tía làm gì? Bộ Tía là đàn bà hay sao? Mày nói gì vậy đen? Chứ không phải sao, là đàn bà thì mới gây lộn với nhau, còn Tía là đàn ông Tía đâu có gây lại con đâu. Trời, còn trời. Người ta nhìn cho tưởng con hiếp Tía nữa. Trời ơi tôi chịu hết nổi, tôi tức quá, tôi tức con này quá. Ơi chịu hết nổi rồi. Tía ơi thôi đâu mà tức người dân. Tía ơi, Tía đi đâu vậy? Đậu, Đậu mày xỉn hả Đậu? Mà không cho tôi được. Đậu mày xỉn hả Đậu? Mày ngồi xuống đây đi Đậu. Giờ mà con vợ của Đậu, bộ mày xỉn hả Đậu? Sao tao hỏi hoài mày không trả lời Đậu? Ôn ơi chút xíu, xỉn gì? Mày nói ở Đậu, mày đợi tao một chút đi. Đợi một chút nha. Trời ơi, không biết uống thì mày nói tao kêu ra tao uống cho. Tự nhiên mày uống chi cho cố rồi mày xỉn vậy? Sao tôi con vợ xấu hổ quá vậy trời? Trời ơi, con vợ thế ông ơi, chồng xỉn là bữa thì mày kêu tao ra uống phụ đó, cho sai là có gì? Trời đất quỷ thần ơi, sao mày lấy cái tổ cho tao ôi? Làm mà chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao xấu hổ vô cùng. Ai biểu mày xấu hổ làm chi? Tao tệ ra sao mà mày cứ la tao? Mày kiếm chuyện tối ngày, mày còn tệ hơn tao. Không dám tệ đâu nha, tao khôn hơn mày nhiều à nha. Trời ơi, vậy mày nếu mày nói mày khôn hơn tao, vậy mày tao với mày chơi đố nhau đi. Đố gì? Thì mày ra đây đi, tao đố cho mày nghe nè. Đố đi. Mày khôn hơn tao, mày đố tao nghe coi. Mày đố cái gì? Tao đố mày nghe. À. Có một con trâu đi qua bờ ruộng, rồi có một con trâu đi về lại cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng đi về bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng đi qua cánh đồng, là bao nhiêu con trâu? Có một con trâu từ bờ ruộng qua cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng. Dễ quá. Dễ thì mày nói đi, mấy con trâu? Thì đi qua lại có 4 con, đúng không? 4 con. Vậy mà mày cũng nói mày biết, chỉ có một con thôi. Sao một con mày? Thì một con thôi, từ một con nó từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, rồi từ cánh đồng nó về bờ ruộng, từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, từ cánh đồng nó về bờ ruộng, có một con thôi. Thế vậy mà mày cũng nói. Vậy mà mày cũng đấu được, mày hay quá. Mày thấy tao thông minh không? Mày nói mày khôn hả? Mày ngu hơn tao rồi mày nói mày khôn. Mày ngu hơn tao thì có thôi, tao nói chuyện với mày tao mệt quá. Tao đi chợ mày. Đi chợ hả? Đi chợ mua gì về bữa nay nấu cơm cho Tía cho tôi ăn đó nha. Ơi, con vợ khôn quá. Ủa Đậu ơi, Đậu, cái quần của tao mày thấy đâu không Đậu? Cái quần gì? Cái quần của tao á, mày tao để đây mà mày thấy đâu không? Cái quần của mày để đâu sao mày hỏi tao? Tệ gì mà tệ quá trời à. Mệt quá, tao hỏi một chút xíu cũng có đây rồi nè. Mệt ghê. Cái gì hỏi nó cũng không biết á, mày làm chồng tao làm gì á Đậu? Trời. Đen. Cái gì? Mày đi chợ hả? Đúng
rồi. Mày mặc cái quần chứ cái gì mày? Không phải, ý là tao nói cái quần. Ê, cái quần mày đừng hỏi tao cái này cái gì, tao không nói mày. Không phải, tao nói cái gì trắng trắng ngay cái quần mày kìa. Trời ơi, cái miếng giá mà mày mượn mày không thấy hả? Trời ơi, sáng tao qua bờ ruộng, tao nhảy qua cái ao nó làm cái tẹt một cái. Xong tao về nó rất nhiều vậy là mày. Xong tao tìm không có gì hết. Xong tao thấy một cái miếng dán này nó bự quá, cái tao xé ra thêm cho nó bằng cái miếng dán này cho tao mới đắp vô. Trời ơi, làm sao nó dính vậy? Mày ngu quá đậu. Mày đón đi, tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Hả? Mày thấy tay không? Trời ơi, bà giá quần bằng cơm nguội. Trời ơi, thôi, tao lại mày, mày làm ơn mày vô trong đó mày tha cái quần ra. Mày bận cái quần ra rầy mà mày ra chợ lát tao quỳ tao lại từng người luôn đó. Đi vô. Nè, ông có đi chợ đi búa gì hết trơn hả trời á. Đi vô nấu nước sôi, bắt con vịt, nhúng nước, làm thịt cho tí con ta. Mày ngu nữa rồi đậu. Gì? Người ta nói là lấy con vịt nhúng nước sôi, chứ ai nói lấy nước sôi nhúng con vịt mày. Mày đừng có nghĩ mày lớn hơn tao là mày ngon không mày. Mày đừng có ăn hiếp tao hoài cơ mày. Mày ở với ba mày á, lúc nào cũng hiếp tao hết á. Cha mày tới con mày tới cha tao nói cái nhà này tao chán lắm rồi. Mày đi đâu nha mày? Đi chợ. Trời ơi trời, tôi nói bắt nước sôi nhúng con vịt nó không chịu. Nó nói bắt con vịt nhúng nước sôi, nó bắt bẻ tôi đủ thứ hết trơn trời á. Thầy, mày kêu nó là làm vịt hả? Kêu vô bắt vịt rằng làm gì cho con với tía nhậu. Vịt nào? Vịt sim. Thôi khỏi luôn. Ủa? Sao vậy tía? Bả đó, bả đem con vịt sim bự đó, bả đổi thành hai vịt con rồi. Hả? Trời ơi, con vịt sim 2kg mấy mà nó đổi ra có hai con vịt con nhỏ xíu à. Ừ. Trời ơi trời, sao con vợ tôi nó ngu quá vậy nè trời ơi. Ê, hai đứa mày ngu thì có. Ê. Xin lỗi tía, con không có nói tía. Nè, hai đứa tía với thằng Đậu lại đây. Con nói nghe nè, nhà mình có một con vịt sim đúng không? Ừ. Thì con đổi ra thành hai con vịt. Ừ. Là mình lời một con rồi, đúng không? Mà hai con vịt này con đổi ra là nó thành hai con vịt mái. À. Đó, thì hai con vịt mái nó đẻ ra 200 quả trứng. Rồi 200 quả trứng nó mới đẻ ra 200 con vịt. Đó, có phải mình lời không? Mà chừng nào nó mới đẻ ra 200 con vịt? Con không biết. Rồi mày đổi hai con vịt đâu? Đây, còn cái chuyện này còn vui hơn nữa. Chuyện gì vậy chứ? Mày chờ, vui lắm, vui hơn. Tao đâu có biết. Tía làm gì vậy? Gì vậy tía? À, vui không? Thấy vui không? Hai con gì vậy tía? Hai con vịt. Hả? Ở mày thấy dễ thương không? Đó. Hai con vịt. Ủa tía ơi. Ừ. Sao có đầu trọc ốc vậy? Ừ, bà đó. Bà nhổ á. Mày nhổ đầu đó hả? Thì mày kiểu tao thì là làm con vịt cho mày ăn. Thì bây giờ tao phải nhổ lông chứ làm sao? À, mày nhổ làm sao? Thì tao nắm cái đầu đó tao nhổ. Nè, nói với tí thì đậu nghe nè. Ngồi xuống đây đi. Cái bài vịt này vui lắm nè. Sao? Đó thấy không, tí coi nè. Con nhổ cái bực, nó kêu chíp 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 chíp. Con nhổ cái bực, nó kêu chíp chíp chíp. Bà không có phát cỡ gì hết trơn á. Đây nè. Trời ơi, sao mày nhổ cái đầu tao mày? Mày đau không? Đau sao không đau mày? Trời ơi, mày đau vậy mày, con vịt nhỏ xíu vậy mày nở lòng nào mày đè nó xuống mày nhổ. Cái đầu nó không còn cộng lông nữa trơn trời vậy. Mày cũng ngu nữa. Mày ăn hiếp tao vừa thôi, mày kêu tao nấu con vịt, vịt làm con vịt mà giờ tao làm xong rồi không vỗ lông thì để cho mày ăn, mày nuốt vô cho mày chết à. Bà ơi bà, người ta làm vịt người ta cắt cổ xong người ta trụng nước sôi người ta mới vỗ lông. Trời ơi là trời, tôi nói tôi chán cái nhà này lắm rồi, tôi chán hai cho con mấy người lắm rồi, hết cha tới con nè. Mệt quá. Mày bưng cái này vô trong cho tao. Tí tự bưng ơi. Trời, thấy không, bà là chủ gia đình này thiệt, khổ hết sức nói thiệt. Trời ơi trời, cho tôi có con vợ tệ dữ gì trời. Tía ơi. Gì? Tía dạy con sao? Con dạy vợ con lại coi tía. Sao mà nó khờ nó ngu quá gì tía? Con xấu hổ với bà con cô bác lối xóm này quá rồi tía ơi. Tao xấu hổ hơn mày nữa. Ở nhà hoài nhức đầu lắm. Nè, ai nói nấu cơm xong rồi nè, ăn đi. Có cơm rồi. Trời ơi, bà nấu làm cơm rồi. Làm như tôi con ngỡ không bằng vậy đó. Nè. Nay nấu gì, món gì đen? Con nấu súp. Thấy chưa mày? Mày chê con vợ mày hoài à. Lâu lắm rồi tía không có thèm gì hết trơn, thèm súp thôi à.
thèm lắm. Nấu theo súp gì? Nấu tốt ghê không? Nấu súp gì? Cà rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè. Đúng, đúng súp luôn. Ủa, tao nhớ sáng giờ mày chưa có đi chợ mà. Thì sao mày mua giò heo mà mày nấu súp được vậy? Tao đâu có nấu giò heo. Chứ mày nấu súp với gì? Tao nấu cá sạc cho mày. Trời ơi, súp mà nó nấu với cá sạc. Trời chết rồi. Cá mày... sạc đâu có nấu. Thì hồi sáng tao đi qua nhà ông bé hai, tao thấy nó phơi dưới đất nhiều lắm luôn á. Tao tính xin về cho mày ăn con để mày nhậu. Nhưng mà tao thấy mày nhậu hoài, mày xỉn hoài, tao sợ mày bệnh nên tao... Đẩy đỡ ra, tao làm cái súp ra, mày hửi tao. Đẩy đỡ cho tao. Trời ơi, đôi lắm, đẩy đỡ đi. Đem vô, dẹp đi. Tao chịu hết nổi rồi, tao chịu gia đình này hết nổi rồi, tao đi. Trời ơi, tao nói tao mệt cha con mấy người lắm rồi nha. Tao đâu phải con hỏi ba đầu sáu tra đâu, bắt tao nấu xong rồi con măng. Vừa phải thôi. Tía đi đâu vậy tía? Tía. Trời ơi là trời đen ơi, mày làm tao xấu hổ với bà con lối xóm. Mày làm tao xấu hổ với tía tao. Chắc kỳ này tao chết quá đen ơi là đen. Đậu ơi đậu, mày đừng có chết đậu. Mày chết rồi không lẽ tao đi lấy chồng khác sao hả đậu? Trời ơi, không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Trời ơi, tao mà không lấy mày, có ma xuống đây lấy mày á đen ơi là đen. Không phải đâu. Ở đây á, ai cũng nói là người tao ngu á, chứ đâu có ai nói mày ngu đâu. Ai cũng nói mày đẹp trai hết mà. Bởi vì tao cũng thấy vậy nữa. Đen ơi là đen, mày có biết là tao thương mày nhiều lắm không đen? Tao biết mà. Hồi đó đậu nói là đậu đen, đậu lấy đen đậu vui lắm mà. Sao bây giờ đậu khổ? Phải, nhưng bây giờ thì hết vui rồi. Đen ơi, những ngày xa xưa đó thì giờ thì đành phôi pha. Giống như người ta từ ngày về bên đây đen rất chăm ngoan dùng dẹp lo trong ngoài ruộng đồng bao la nắng mưa ngày đêm nào có màng chi đen chỉ cần hai đứa mình chung sống hoài là vui nhất rồi. Mà giờ đây tao phải cưới nhầm con đen. Nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ như bà con lối xóm vô cùng. Trời ơi, sao mày nói tao vậy đậu? Mày biết không, tao nghe bà con người ta nói vợ thằng đậu nổi danh tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu mày khù khờ và mày nhỏ dại, chừng mày lớn lên rồi thì mày sẽ khôn ra. Ai có dè đâu cưới mày về được 3-4 năm nay. Mà càng lúc mà tao thấy mày, trời ơi, nó tệ ơi là tệ. Tao thấy cuộc đời này có nghĩa gì đâu khi bước ra đường là người ta chê trách. Mày nhìn tao gì? Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời xóm thôn chê cười, mà tao có về đâu mấy lời nói chơi cợt làm cho lòng tao
tao không dám nhìn mặt ai. Đậu, nghe đang nói nè. Đậu ơi, đậu đừng có lo, đen ứa từ nay đen sẽ thay đổi. Đen sẽ làm cho đậu hãnh diện với sáng ra đồng, đen hỏng có mê chơi nữa. Khi về đến nhà, đen sẽ dọn dẹp trước sau. Đen cũng đâu có muốn đậu giận đen đâu, mà cái tấm của đen á, xưa rồi vẫn vậy mà. Đậu, đậu ơi, thôi đậu đừng có nên giận lấy. Đậu nhậu hoài rồi sẽ bệnh. Đen ơi, cái gì đậu? Nói tới nói lui rồi, chắc là hai đứa mình phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Ủa, xa nhau là đậu vui hả đậu? Xa nhau để hai đứa mình không còn buồn, không còn giận nữa. Vậy có nghĩa là đen phải hy sinh xa đậu là đậu sẽ vui đúng không? Đen ơi đen. Vậy? Nếu như đậu xa đen, đen có buồn không đen? Không. Đen ơi đen, nếu đậu xa đen, đen có nhớ đậu không đen? Không. Đen ơi đen, sao đen vô tình quá vậy đen? Đâu có. Trời đất quỷ thần đất kìa ơi, tôi nói gì nó cũng không chứ nó không đâu có. Trời gì nó ngu quá trời ơi, tôi có con vợ ngu quá trời gì quá đất vậy trời ơi. Nói gì nó cũng nói, nó không biết nói gì, nó cũng không không hiểu làm sao, gì không có lại gì. Thì bây giờ nếu mà đậu làm cho đậu vui á thì đang đi, thì đang đi thôi. Đen. Dạ. Mày đi đâu vậy Đen? Thằng đậu nó kêu con đi để cho nó mới vui. Đậu. Dạ. Sao mày đuổi nó vậy mày? Nó lẩy nó đi à. Mà mày định đi đâu vậy? Thì con đi qua nhà bạn con chơi xong rồi tối con về. Vậy mà tôi tưởng nó đi luôn. Nói nghe nè, vợ chồng đó là phải hạnh phúc với nhau, vui vẻ với nhau, nghe không? Thôi vô dọn cơm cho tí ăn, con đói quá, 5 phút nữa tí xỉu rồi. Không à, con ăn nồi súp nó nấu rồi nha. Mày không ăn kệ mày. Lấy ăn nước mắm cũng được nữa. Bây giờ cái gia đình mà sum họp vui vẻ vậy là ăn cái gì cũng ngon hết á. Nghe tí nói không? Đó, đậu nghe tí nói không? Ừ. Đó, vợ chồng là phải dễ thương với nhau, phải nhường nhịn lẫn nhau. Đậu, kỳ ra về sau đen không có làm cho đậu buồn nữa đâu. À, đậu nói cái gì đen nghe cái đó. Nó nói tôi nổi gì gà hết trơn trời. Đậu đừng giận đen nữa. Hứa rồi nha. Biết rồi. Đừng làm tôi xấu hổ với bà con lối xóm nữa nha. Biết rồi hứa. Đừng để cho anh ta nói tệ hơn vợ hơn đậu nha. Đi vô dọn cơm cho tía tôi ăn đi. Chết rồi tía ơi. Cái gì vậy? Con quên nấu cơm rồi. Trời. Trời ơi, đẹp quá. Con ơi con gái ơi con gái của mẹ. Con nhìn kìa, bông mai cũng đẹp, bông đào cũng đẹp, xa làng cũng đẹp, gái làng cũng đẹp. Ở đâu cũng đẹp, mà con gái của má là đẹp nhất nha. Nhưng vẫn chưa đẹp bằng má. Thích quá, nhìn kìa. Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng sáng xoa, tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang xíu xíu xít hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa, nghe thoáng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang tình, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Hơi nắng hay sáng lên, tình tăng nhịp nhàng vàng xa. La 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 la, ô la la, ô la ô 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 la,
đẹp tươi còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặp về thành hơi. La 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 la. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bà con cây cây bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thôn nữ xa xa xa, em bé đưa miệng con đuôi hát lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Nhỏ đâu mới tới vậy nè, trời cái mặt là quắc hà. Dạ chào bác. Dễ thương hết sức. Cái mặt thằng nhỏ đẹp trai sáng láng, thánh thiền dễ sợ nghe. Dạ. Con gái của bác. Dạ. Chào em. Chào chị đi cưng. Chào em đi con. À, con đi chơi nha. Cái má đi mà hái qua, má bắt bính. Hơi nắng hay sáng lên. Đi ngàn hoa tươi thơm hơn. Người người hò vang đàn hòa tình tăng nhịp nhàng vang xa. La 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 la. Ha la ha la ha. Ho la ho la ho la. Ho la ho la ho la. Ơi anh em ơi còn gì đẹp tươi còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặp về thành thơi. La 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 la. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bao công cây cây bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thôn nữ xa xa xa, em bé đưa miệng cắn đuôi hát lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Chào chị chưa, làm quen với chị chưa? Dạ, làm quen rồi. Bác bên kia qua đẹp hơn kìa bác. Quay qua, chờ chị với. Chị đến với qua đây. Trời ơi, em ơi. Sao anh gan quá vậy? Không phải, anh canh me kỹ rồi. Yên tâm đi, má không biết chuyện hai đứa mình đâu. Trời ơi, em lo quá à. Đừng có lo, chuyện của má để má lo. Chuyện mình lo. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kinh nỗi tình miền quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, làng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe. Cầu tre bao trưa hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em bên này. Trời đất ơi, dễ sợ quá. Tôi nhìn lầm cậu rồi. Nãy cứ tưởng là cậu là một cái thanh niên từ đâu xa xôi tới, dòm mặt thấy thương thánh thiện. Bây giờ dòm lại cái mặt già chát xấu quắc, cái mặt ác thiệt là ác thiệt. Sao con gái, nãy giờ mà nghe con hát líu lo với trai lạ. Con hát cái gì mà cái áo của con nó bay đi đâu đó? Bây giờ cái áo đâu? Cái áo đâu? Áo đâu? Qua cầu. Qua cầu rồi sao?
Dạ, dạ. Rồi sao? Dạ, dạ rồi, rồi quà cầu gì vậy? Dạ, dạ ảnh. Dạ, anh sao? Tôi nói đi, tôi không nói mất căng lưỡi mất chết liền bây giờ nè. Dạ, dạ. Áo làm sao, nó làm sao? Dạ, dạ anh lột áo con. Ê, trời, ê, bớt. Trời ơi, buông ta ra, buông ta ra. Dạ. À. Tại sao mày buông tao ra? Dạ, tại bác kêu con buông. Trời ơi, sao mày nghe lời một cách kỳ cục vậy? Con quỷ. Con quỷ. Bác ơi, tụi con thương nhau mà bác ơi. Cái gì? Dạ. Thương nhau à? Dạ. Bác ơi, thiệt ra không phải qua cầu con lột áo em đâu. Chứ sao? Dạ, chỉ là qua cầu gió bài. Trời đất ơi, cái cơn gió nào mất nết dữ vậy trời. Dạ, bác tin đi bác, con nói thiệt đó. Bác tin. Hả? Vậy mà bác tin hả? Tin chứ. Sao vậy bác? Không phải là bác nhẹ dạ đâu. Dạ. Mà số là cái hồi mà bác còn son sắt. Sao bác? Cái hồi mà bác còn trẻ trung giống như nhỏ này nè. Dạ. Lúc đó bác trai của con bây giờ đó. Dạ, ba của em đó. Bác với bác trai của con cũng hẹn lên trên cái cầu đứng. Hai đứa đứng tâm sự. Dạ, dạ. Hai cái đứng nói chuyện. Dạ. Một cơn gió thổi qua. Dạ. Bay ba cái áo của bác luôn. Ba cái luôn. Ba cái. Ừ. Dạ đó, bác thấy không? Gió thổi bay áo thiệt mà. Ừ. Nên bác. Sao? Bác thương con, bác gọi em con đến với em Nguyên đi bác. Không cho. Ừ. Thương thì thương nhưng không cho. Trời ơi, con gái con lứa gì mà dễ dã gì hả con? Má dạy con làm sao? Công dung ngôn hạnh để đâu? Cái đức hạnh của người phụ nữ như thế nào? Đâu mà gặp trai cái tâm tướp à? Bây giờ cậu muốn đi đâu thì cậu đi đi. Đi ngay. Dạ, bác đuổi con đi. Ừ, vậy mới được chứ. Đi em. Đó. Đi một cái nó trống trải liền là tức. À, trời ơi, cái gì vậy? Sao vậy? Dạ. Trời ơi, tôi nói đi là một mình cậu đi thôi. Chứ con nhỏ con gái tôi phải ở đây, ở đây. Má ơi, không được đâu má ơi. Sao không được? Dạ, con thương ảnh rồi. Sao đâu, thương thì thương, có sao đâu. Trời ơi, thương gì cái thứ này. Dạ, ảnh đi thì con cũng đi à. Má, con làm má buồn quá. Má tuổi công tình má nuôi con khôn lớn tới từng tuổi này. Bây giờ con gặp trai lạ, nó nói một tiếng là con đi theo nó liền. Không phải đâu má con ơi. Con giống ai vậy hả? Con giống cái nết của ai vậy hả? Dạ. Cái nết của ai mà mê trai thấy sợ vậy? Dạ con không biết sao mà dân cả làng này ai cũng nói con giống má hết trơn á. Phải rồi, ta nói chứ con gái mà giống má là nhà có phúc. Theo trai đi con. Ừ. Bác ơi, vậy bác đồng ý cho con với em Nguyên quen nhau nha bác. Không. Sao vậy bác? Vừa rồi tôi bị bấn loạn thôi. Tôi phải tính toán lại cái đã. Nhân ra, nhân ra. Để tôi tính lại coi. Dạ. Có ông trời đó có chấp nhận cái mối lương duyên này hay không? Dạ, bác tính cách nào bác? À, để coi. Gã nè, không gã nè. 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 Gã nè. Không gã nè. Gã. Bữa nào tự nhiên con mọc trên ngón thứ 11 vậy ta? Dạ, tay của con đó bác. Trời ơi. Thôi mà bác ơi, tụi con thương nhau thật lòng, bác chịu đi bác. Bác. Hả? Thôi được rồi, đã tới non nước này, bây giờ tôi có nói không chịu cũng không có được. Dạ. Cho nên tôi nói rằng bác chịu đi bác. Không chịu. Bác. Thôi được rồi, tôi thấy nhìn cậu á cũng đàng hoàng. Dạ. Mặt mũi cũng sáng sủa. Dạ. Cũng sạch sẽ. Dạ. Tôi chiều. Dạ, con cảm ơn bác. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi. Đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông. Mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Thank you.
Ủa em, ai làm cho em khóc vậy? Em sao vậy? Hết rồi anh ơi, hết cơ hội rồi. Hết cơ hội cái gì? Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chấm dứt? Ủa, ủa nhà mình có chuyện gì chấm dứt? Chuyện bi kịch lắm. Mà bi kịch chuyện gì? Mù rồi anh ơi. Mù? Cái gì? Ung thư giác mạc anh ơi. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh đi. Dù gì em có xấu như nào hay em đẹp như nào, em vẫn là vợ của anh mà. Được rồi, em cứ yên tâm đi nha. Được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, anh sẽ là người bảo bọc cho em. Thậm chí á, anh sẽ hiến cặp mắt này cho em luôn, được chưa? Anh đang nói gì? Thì anh nói là anh hiến cặp mắt cho em để mà em làm cặp mắt lại. Em không sợ bị mù nữa. Em nói em bị mù hồi nào? Em vừa mới nói với anh xong là cái gì, em bị cái gì ung thư giác mạc gì đó. Em có nói là em bị ung thư giác mạc hồi nào đâu. Em vừa mới nói tức thì mà. Nhân vật năm chín. Ung thư giác mạc. Chưa có ai hiến. Kết thúc tất cả mọi chuyện. Người yêu của anh đi rồi. Bị mệt em quá mà. Làm từ nãy giờ tao hết hồn luôn, làm nãy giờ muốn đứng tim với em luôn à. Ba cái phim Hàn Quốc em coi ngày nào không coi muốn chán hả? Phim ta hay vậy chán sao được anh. Nè anh nhìn đi, anh thấy không? Soái ca, ngôn tình mà bị mù. Thôi được rồi, cô nương rồi.
có ngay cái tánh mày nhờ vậy. Kiểm tra chút xíu thôi. Hôm nay là tôi qua đây phát quà cho nhân viên xuất sắc nhất tháng. Nhận lấy. Có tôi luôn hả? Có chứ. Trời ơi, đứng cầm cái cây ba chắc đứng trong nạnh về hoài cuối cùng xuất sắc quá nhất tháng. Quá xuất sắc luôn. Xuất sắc tới mức á, một con ruồi cũng không lọt qua được. Nhờ cái sự xuất sắc của anh á mà công ty của chúng tôi đã đột nhập thành công vào lấy toàn bộ hồ sơ mật. Ủa lấy gì? Tại vì xuất sắc đến nỗi mà suốt ngày á cứ dán con mắt vào cái màn hình á, xem những cái bộ phim truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc á. Gì? Hậu vệ mặt trời hả? Đúng không? Thằng mày, Hậu vệ mặt trời gì? Cái phim đó là phim của Hàn Quốc, còn tôi đang theo dõi cái phim của Việt Nam, Hậu vệ mặt mâm. Nhưng mà Hậu vệ mặt trời tập mấy rồi? Ai biết đâu nè, tôi coi Hậu vệ mặt mâm tập 1007 rồi đó. 1007 luôn. Tới phút mà cái mặt mâm nó thành mặt mo rồi. Nè. Cái gì? Còn chưa nhận ra được vấn đề nữa hả? Chưa nhận ra gì hết. Anh lại tự nhiên vô rồi tặng quà, tặng quyết gì tự nhiên. Thì nhận quà đi, tặng quà thì nhận đi. Nhân viên xuất sắc mà. Muốn khui ra luôn không? Cái gì vậy? Khui ra nguyên trái bom cho mày luôn á. Không. Tôi bắt đầu thấy bây giờ cầm rồi đi ra ngoài kia liền. Ông bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Tôi báo lên cho giám đốc á. Có chuyện gì vậy? Bà con với chị không? Cái bà con với chị không? Tự nhiên đi vô đây rồi nói gì giữ gì mà tặng quà tự nhiên xích khác. Tự tặng em cũng khó không biết gì hết. Ủa cái gì? Cá tháng tư qua rồi mà sao gì mà tặng quà gì đây? Có ai quen biết ai đâu. Đợi em xíu tỷ. Cầm giùm cái. Là cái gì vậy ta? Đây. Của tỷ là hộp to nhất. Đây là món quà dành cho cán bộ kế toán xuất sắc nhất quý của công ty chúng em gửi tặng chị. Chị có quà luôn hả? Mà ai biết cái quà này là quà gì? Quà của chị đó. Chị giá 2.000 đô. Tôi xin lỗi anh là cho tôi hỏi là cái món quà này nó từ đâu đến? Mà tại sao nó lại có món quà này? Trời, hết sức đơn giản. Một cái nhân viên mà quá ư là ưu tú như chị, khi mà tất cả những hồ sơ mật của công ty bày hết ra đường cho công chúng người ta dòm đó, giúp cho công ty của tụi em phất lên, tóm được những cái dự án trúng thầu với cái giá rất là hời, vượt qua mặt được công ty của chị, cho nên hôm nay tới tặng quà vậy thôi. Ủa hiểu là... chưa? Hiểu vấn đề chưa? Cuối cùng ông là công ty nào? Công ty đó thuộc cạnh tranh. Công ty rồi cho qua đây chi hả? Ai... đó qua đây tặng quà. Thì tại vì nhờ sự hỗ trợ của hai người mà ngày hôm nay công ty của chúng tôi đã bước lên một tầm cao mới hơn. Gì đâu? Tôi chưa bao giờ tôi hỗ trợ nha. Tôi là một người trung thành của công ty. Đúng tôi rồi. Nha. Đúng rồi bà. Trời ơi, tưởng nó vô tặng quà là muốn làm gì làm hả? Không có được đâu nha. Mỗi lần mà bước tới cái bàn làm việc của chị thì đây. Đó, thấy không? Gì? Từng gì con vậy? Số 1 đó. Từng con số 1. Từng dự án 1 đó. Từng dự án 1. Sao mà những cái hồ sơ mật mà chị cứ bày hết lên bàn cho người ta qua người ta lấy kiểu này? Hồ sơ này đúng không? Đúng không? Của chị đúng không? Này có chữ ký nè. Có nguyên cái mặt mèo chị hay vẽ đó nè. À, mấy lần em qua thấy chị thích mèo hả? Trời ơi, hồ sơ mật mà vẽ mặt mèo không chồng? Trời ơi. Sao kỳ vậy? Cái này là hồ sơ mật của bà không? Bà mèo mặt mèo vô nè, thấy không? Logo của chị đó. Tôi không biết phải không nữa nè. Hồ sơ mật hay là cái list karaoke của bà vậy? Quá trời từng con số, từng con số. Từng con số, từng con số một. Nè lắm bài 51753 trái tim không ngủ yên gì nè. Bấm ca luôn đi. Này cái list gì? À gì chị quá mê ca nhạc em ơi. Trong cái phòng làm việc của chị là có cả một cái dàn karaoke không thấy à. Trời ơi, trong này có nguyên dàn bài karaoke nè. Đó gì thì đâu. Nó kẹp vô bởi vì cho nó chị làm việc bừa bộn dễ sợ luôn. Hồ sơ mật công ty mà chị kèm chung với mấy cái list karaoke cái này. Lấy ở đâu rồi anh giả mạo chữ ký tôi á? Tôi làm ăn rất là nghiêm túc đàng hoàng. Phải ở công ty này tôi đã làm mười mấy năm nay rồi. Đâu tôi đâu? Là một cái nhân viên lấy cái điện thoại gọi cho sếp liền cái coi sếp cái dự án mà tôi sắp ký giờ. Tôi đi làm việc tôi là người nghiêm túc, tôi không có mang theo điện thoại bên người.
tôi không có điện thoại. Vậy luôn hả? Ừ. Tại cuối cùng ông nội này không phải bà con gì em. Bà bao giờ bao giờ điện thoại không? Bà con, nói chung không phải bà con gì. Ê, ê, nó nghe, trai, lại đây, nó nghe nè, trai, lại đây, nó nghe. Ở đây trai. Kỳ ta, sao? Ở đây, ấy nó nghe nha. À, ấy nói đi. Nãy giờ tưởng đâu là bà con, cô bác gì vô đây tặng quà, còn vị nể với tôi bảo vệ đây, tự nhiên vô nói tầm tràm tràm lại thôi cái nè. Nè, tôi khẽ vào mông đó nha. Mày, nãy giờ là nói sự thật không mà bảo vệ mà không tin vào sự thật, không tin công lý thì làm sao mà làm bảo vệ được? Tôi bảo vệ là liền, cứ kiểm tra lại liền. Đem qua xác nhận kia, bà ký một cái chữ ký kế bên còn phải của bà không? Nhanh nhanh, nhanh, làm đúng công việc của mình đi. Về lấy của công ty. Tôi là bảo vệ công ty. Đúng. Chỉ là những người lạ vô công ty báo. Có mặt con nghĩ chút không? Nãy giờ ai đấy? Anh không biết tự nhiên có một cái người nào ở bên cái công ty khác mà qua đây tặng quà cho tụi em. Đây có luôn. Rồi hả, chú tặng lên. Hoa chú, à, mẹ của chú là... Biết tên tôi luôn hả? Biết sao tên không? Tên chú hả? Ủa chú làm ở đâu? Bộ phận nào? Công ty đối thủ. Công ty đối thủ hả? Qua tặng quà. Đối thủ qua đây tặng quà. Ờ. Xin lỗi chú, vô công bất thọ lộc, tôi không có nhận. Kì vậy? Tôi ăn lương của công ty, tôi làm cho công ty thôi chứ. À, giờ tôi tự nhiên có một cái tự nhiên cuộc sống bây giờ thực dụng lắm chú ơi. Ở đâu có tiền, ở đâu có quà cáp là cứ nhận trước tính sao. Không phải bơm đâu mà sợ. Tôi làm việc ở công ty này lâu năm rồi, tôi biết khi nào mà bên công ty của chúng tôi tặng quà là người ta họp hành lại hết đó, lúc đây tôi mới nhận. Còn rồi, đi nhận tầm bậy không có nhận. Thôi được rồi, cái này chú không nhận phải không? Nhưng mà cái này chắc chắn chú nhận nè. Trời ơi mà thiệt á. Sao bảo vệ lại cho vô kỳ cục vậy? Hồi nãy giờ tôi bảo vệ, làm cái này luôn, làm sao cái này đâu ngoài ngoài luôn. Xin 30 giây. Ok, 30 giây. 30 giây bắt đầu. Chưa bao giờ thấy một cái người nhân viên IT nào mà giỏi nghề như chú và hoài cổ như chú. Đã bước qua bao nhiêu thế hệ máy tính rồi mà chú vẫn xài con Bantam 2. Phát hiện được những cái dữ liệu mật của chú rất là khó khăn, phải chép từng cái một nè, phải chép từng cái dữ liệu vô đây nè, đó, từng cái một. Ra một nồi như vậy nè. Chép từ cái màu này mà nó thành cái màu này luôn đó hả? Đúng rồi. Cái gì ghê vậy? Ôi giờ tôi ghê chứ, tôi chưa coi đĩa chứ tôi chưa biết mà cái màu dày mà nó thành cái màu dày mà nó chép được hay. Chép cái độ gì vậy? Không, cái này là chỉ là miếng gạt đĩa thôi chú. Bảo vệ là bảo vệ, tránh bị mất những cái thông tin chạy xước cho cái đĩa này. Cái quan trọng là đưa tôi cái này làm cái gì? Quan trọng đó là cái dữ liệu nhiều mà chú xài một cái máy tính nó quá cổ tới mức mà phải xài bao nhiêu cái CD đây để chép ra nè. Sao bừa bộn vậy? Mà xong xài cái máy xịn xịn á, ví dụ USB cắm vô cái là được rồi. Tôi nói chú nghe, cái chuyện sắm máy đó là chuyện của công ty, còn cái chuyện mà lưu giữ hồ sơ dữ liệu đồ này nọ là cái chuyện của tôi. Đó. Tôi làm sao cũng được, miễn sao tôi giữ được cái hồ sơ đó thì thôi. Đúng rồi. Cảm ơn chú. Giữ được nhưng mà gửi lộn mail qua công ty của con hoài luôn chú ơi. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện gửi lộn mail đó thì coi chừng là bên giám đốc tôi gửi, chứ còn tôi đặc biệt là tôi chỉ gửi cho giám đốc tôi thôi chứ tôi đâu có gửi cho ai mà lộn. Chép cái dữ liệu gì vậy? Coi coi. Muốn kiểm tra không? Trong đây á là dữ liệu mật của công ty, cũng toàn số liệu giống giống kế toán kìa. Thôi anh security. Có sự nhầm lẫn gì không? Đây đó, đó. Mấy này là anh chép, anh là chép. Anh security. Anh chép mà cái anh security thôi. Anh làm ơn cho cái mà. Ông này đi ra đi chứ tôi thấy ở đây là anh rối, anh nghĩ ra ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ rồi anh. Ủa lỗ là sao? Tôi qua đây là tôi tuyên dương ba người là đã có công lao giúp công ty của tôi phát triển hơn mà tự cái giờ qua đây tôi tặng quà không ai lấy là sao vậy? Anh có quyền gì mà anh qua đây tuyên dương tụi tôi? Anh là gì? Tôi bị cái trong tố nổi lên vậy. Chuyện trong tố nổi lên. Ai đây? Ai đây? Giám đốc. Ồ. Tôi mà anh giám đốc ra. Trời ơi đúng rồi, nhân vật chính trong bộ phim Mặt Mâm của tôi mà tôi quên ta. Ai muốn con này? Dạ giám đốc mướn đó. Tôi đâu có biết, đó là phòng nhân viên. Dạ cái đó phòng nhân viên lo, em trợ lý giám đốc em đâu biết. Bữa giám đốc đó là nhận thì em nhận thôi. Dạ chào giám đốc. Giám đốc. Đó, đây phòng nhân viên đó. Dạ em chào giám đốc. Dạ. Ừ. Dạ thưa giám đốc. Dạ. Em bảo vệ. Bây giờ mới nhận ra tôi đó ha. Dạ dạ. Cậu đó nha. Dạ. Làm bảo vệ mà tối ngày cứ lo coi những cái phim. Phim Hàn Quốc. Hả? Tôi đi vô á, cậu lại chào là chào cô là sao? Cậu không thèm ngẩng mặt là cậu nhìn có ai đi vô đi ra. Cậu làm như vậy thì bất cứ người lạ nào cũng có thể xâm nhập cho công ty mình. Làm những chuyện tầm bậy tầm bạ thì sao? Dạ thì bảo vệ thì giám đốc kêu là đứng ở đây coi rồi có ai ra vô thì báo cáo giám đốc chứ công ty mình cũng hạn chế bạo lực lắm, mới mướn em vô đứng vậy nè, chỗ cái cây ba chắc em râm em bự cũng vô em làm chút xíu vậy luôn nè. Trời quýnh người ta đau. Trời cậu. Trong cái phim Hậu Duệ Mặt Trời. Dạ. Cậu thích ai? Cậu thích cô quân nhân hay là cô bác sĩ? Cái phim đó em bỏ lâu rồi. Em mới coi Hậu Vệ Mặt Mâm đó mà cái nhân vật chính là y hệt như giám đốc luôn á.
Nhớ mặt cô này, ghi vào hồ sơ cho tôi. Em coi phim khác, phim nó dở lắm. Bữa sau chị mà. Phim gì, phim gì? Hậu Vệ Mặt Trẻ. Ôi ôi, cấp chào không? Hay chị Mai chắc bây giờ tôi muốn cái đĩa tôi coi phim Hậu Vệ Mặt Chảy đi. Cô đây là ai đây? À, xin chào giám đốc. À, tôi đến từ công ty đối thủ cạnh tranh. Cái gì? Cậu là công ty đối diện công ty của tôi rồi đó. Tại sao cậu có mặt ở đây? À, đến đây để mà tuyên ngôn, ở tuyên dương cho ba nhân viên sắp vào công ty của tôi mà đã đạt thành tích xuất sắc. Tuyên dương cái gì? Không biết nữa, giám đốc vô tặng quà từ lưa cho. Chắc là giám đốc cũng đã biết được vừa mất một hợp đồng béo bở đúng không? Đừng nhắc tới nỗi đau nữa. Đây, cũng nhờ ba nhân viên ưu tú này đã giúp tôi có được những cái thông tin hết sức là quan trọng từ giám đốc, cho nên tôi mới phỏng được tay trên hết. Tại sao vậy? Cậu là trợ lý của tôi mà. Tại sao là cái hợp đồng lại? Do mình bị lộ thông tin. Tại sao? Tôi hỏi trong phòng thông tin, hỏi cho tôi biết. Dạ. Cô làm hồ sơ mỗi ngày. Dạ. Cô làm thế nào? Có phải là cô làm ăn tắc trách, để hồ sơ bừa bãi, không có chịu cất kính vô hồ sơ mật? Có một lần tôi bắt gặp một hồ sơ cả 100 tỷ của tôi, cô quăng cái sọt rác. Dạ. Một lần nữa, một cái hợp đồng khác cô không có kém gì, cô ăn cốc ổi xoài chấm ớt đổ đầy cái đó. Là sao? Dạ. Cô làm kiểu gì vậy? Dạ, giám đốc hỏi giờ em không biết tại sao và cũng tại sao. Nhưng mà thật sự em là một cái người mà đã làm ở trọng trách ở đây. Giám đốc giao cho em biết bao nhiêu việc, em phải uy tín, em phải đàng hoàng mới làm. Em tồn tại công ty này trên 10 năm rồi. Giám đốc chửi bà. Dạ, nhiều lúc cái này bị chơi rồi, bị hãm hại. Tôi biết vụ này, em biết vụ này của em nè. Bị mất cái hợp đồng béo bở đúng không? Làm bữa hổm bả cái hợp đồng nè, cái ăn bánh tráng trộn chét rồi béo quá bở, bị mất công nội này chơm nè, phải không? Cái gì vậy? Hợp đồng béo bở. Thử nghiêm đi, không ra thể thống gì. Còn anh Lực. Dạ. Anh phụ trách về cái mảng IT của công ty. Tại sao anh không cài những cái mật mã cho nó kỹ càng, đính đáo? Đây, tôi làm rõ ràng cái trọng trách của tôi là IT. Dạ. IT là trà đá mà. Suốt ngày tôi chỉ lo trà đá cho ông thôi nha. Không lo gì khác. Trời đất ơi, anh giỡn với tôi hả? IT là trà đá. IT ở đây á là trà đá. IT là trà đá. IT là trà đá. Bây giờ cứ tức quá, cứ lên mạng sợ nghe tôi nói gì là IT. IT ở đây, I là information, T ở đây là technology, là quản, K là kiểm soát, hiểu chưa? Thưa giám đốc, tôi chỉ kiểm soát hồ sơ từ cô này giao qua tôi, và tất cả những cái đó tôi giao qua cho trợ lý của giám đốc. Bây giờ anh ấy phải có chịu trách nhiệm với tôi. Công ty không ra thể thống gì hết. Anh nói cái gì? Tôi là giám đốc mà anh đứng ngồi nói chuyện hả? Dạ, anh giải thích sao? Em có giải thích gì đâu, em trợ lý bắt gì làm nấy. Bây giờ thằng này nè, nó lấy hết cái hợp đồng công ty mình là cả 100 tỷ đồng. Bây giờ công ty trên bờ vực phá sản, không được có được hợp đồng là coi như là phá sản rồi. Đó, giám đốc là coi như là đi tù luôn. Ba thì... người thấy chưa? Một cái công ty không ra một cái hệ thống gì hết, không có cái sự đoàn kết nội bộ thì ở đây làm cái gì? Đúng. Cống hiến cho ai? Hãy nhận về tôi. Công ty của tôi. Hãy nhận tôi về làm công ty. Qua đây cưng. Đâu? Cậu về còn nhắn với giám đốc của cậu. Muốn cạnh tranh á thì phải cạnh tranh công bằng. Ông là giám đốc còn nhắn dài nữa. Ai là giám đốc? Đây. Nè. Cậu là giám đốc à? Đúng. À, tôi trẻ tài cao đúng không? Không cần phải khen. Tôi không thích cái lối cạnh tranh gì vậy. Nói chung là công ty ông trên bờ vực phá sản rồi. Đúng. Đóng cửa đi. Rồi ba người này có suy nghĩ lại không? Có về bên kia không? Ông nội, ông nội tặng tôi cái hộp không? Nội ông đem qua tặng tôi dương gì tào lao. Tào lao mía lao. Giả dối nè. Cái tiền này giả dối. Giám đốc. Anh nói cho Cưng biết, anh qua là anh thử lòng thôi, hiểu không? Để anh coi độ trung thành của Cưng với công ty như thế nào á. Cái này đập luôn. Đừng. Cái này đập luôn. Đổ ngồi hộp. Nguy hiểm. Tôi có giỡn như vậy. Trả lời cho người ta đi. Không. Giám đốc. Sao? Đừng. Theo tôi nghĩ là đây là một cái cách gài của giám đốc. Tôi nghĩ là người này quen với giám đốc chứ không phải là lạ. Đem quà cáp tới đây để thử lòng chúng tôi coi thử có trung thành với công ty hay không. Đúng vậy. Chúng tôi không đồng ý với cách làm này. Nhưng trước khi mà chúng tôi nói với giám đốc, chúng tôi đã quyết định là dù sống chết cũng làm cho cái công ty này.
Còn những cái món quà này đối với tôi không quan trọng. Làm việc ở đây mười mấy năm nay, ngoài cái tiền lương ra, chúng tôi còn bỏ hết tâm huyết cho công ty này. Giám đốc đừng thử tụi tôi như vậy. Đúng rồi vậy, tôi giám đốc nghe. Đưa ra vật chất hả? Đưa vật chất này không bao giờ chiếm được trái tim trong trắng của tôi đâu. Nè. Không bao giờ. Giám đốc, giám đốc đừng có thử lòng của tụi tôi như vậy. Tụi tôi thấy vậy tụi tôi đau lòng lắm. Tụi tôi làm việc ở đây tụi tôi rất là chung tình chung thủy với công ty này. Mặc dù là lương lậu là nhiều lúc cũng không có ổn định. Mà giám đốc làm như vậy đau lòng quá, xin nghỉ việc. Nghỉ việc. Bây giờ cậu dạ, xác định giùm tôi thử phải là người này đã nhờ cậu để thử lòng tụi tôi không? Dạ, cậu, xin lỗi chú. Cậu có suy nghĩ lại không? Chứ mấy lần tôi đập vỡ toàn. Thôi, đập vỡ toàn quá. À, thôi ba đừng có diễn nữa. Con thấy là ba chị nhân viên này được á, chỉ có cái anh thấp thấp lùng lùng kia là không được. Trời ơi, vậy hả? Không làm gì thì sao mà lôi cái mặt của ông ra hả? Bà xử đi bà ơi. Con nói rồi, trong công ty mình có nội gián, thì ra là anh này là nội gián. Anh này chính là người mà tung tất cả hồ sơ mật cho công ty đó thủ. Cảm ơn giám đốc. Đó, anh áo tím đây nè. Dạ, hiện ra rồi. Đó, giờ ba xử đi ba, giờ con kêu công an nha. Bây giờ con kêu công an nha. Tôi không biết là hai người này như thế nào, nhưng tôi cảm ơn giám đốc. Làm việc bao nhiêu năm, nhưng giám đốc đã không đặt lòng tin cho chúng tôi. Khi không có lòng tin thì tất cả sẽ không bao giờ thành công cả. Ngày hôm nay tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Ôi chú, lỗi này chú, lỗi này của con. Em nghỉ việc luôn. Lỗi này của con. Nghỉ việc luôn. Bây giờ đây, bây giờ trắng đen rõ ràng là ông có đuổi tôi không? Ông có đuổi tôi không? Đuổi. Không đuổi tôi cũng nghỉ. Cái ông hợp đó, cần ba chắc này không đi. Bảo vệ đây luôn đi, bảo vệ ông này đi, coi chừng hắn ra đường tao quýnh ông chết đó. Nghỉ việc luôn. Rồi xong rồi ba ơi, con xin lỗi ba. Con định qua giúp ba để tìm ra kẻ gian, không ngờ kẻ gian nó đã phá hoại luôn công ty của mình. Ai là ba của mày? Ta vừa trải qua tình huống đầu tiên buổi sáng với nhà Phương Vinh. Lời đồ quá là không sai. Tình huống rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Và để trải qua tình huống này thì kính thức cũng rất là dễ dàng. Đối với nhà Phương Vinh cũng khó khăn gì. Nhưng mà ông ứng xử cũng lè lắm. Cũng lè, cũng đẹp trai. Nói chung là chúng ta hãy chờ xem tình huống tiếp theo buổi trưa sẽ như thế nào. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Và tiếp theo. Tiếp theo sẽ là buổi trưa cùng với nữ diễn viên trẻ đẹp Kha Ly. Kha Ly dễ thương á, xinh xắn, hồn nhiên. Nhưng Kha Ly cũng rất là kinh khủng, cũng không phải là thiên thúc luôn rồi. Hãy chờ xem. Không biết chúng ta sẽ làm sao vậy. Không sao đâu, cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi mà chắc cũng tới rồi. Từng tốt nghiệp nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, nhưng Kha Ly lại tiếp cận và thành công ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy với khoảng 30 phim truyền hình. Đến với chương trình thuật đúng sở trường của mình, khả năng diễn xuất liệu có giúp cô gái nhỏ này chiến thắng gia đình chủ quán? Cảm giác bây giờ đang rất là hồi hộp, nhưng mà thật sự là bây giờ trong đầu của mình giờ là nó chưa có định hình một cái gì hết. Nói chung là mình tùy cơ ứng biến, chủ nhà đập mình tới đâu thì mình đập lại tới đó, mà đập không nổi thì chào thua. Ai da. Ngủ trong công ty nha. Đã quá, tôi quá. Nghe nè. Cái gì đi? Nghe nè. Anh thiếu ngủ quá. Trời ơi, làm gì thiếu ngủ? Mấy nay mệt mỏi, làm việc nhiều quá rồi xong rồi không có thời gian rảnh rỗi luôn á. Có gì không em? Có gì quan trọng không? Chút nữa sau giờ nghỉ giải lao á, hai đứa mình đi uống cà phê nha. Uống cà phê hả? Ừ. Trời ơi, nghỉ giải lao xong bây giờ anh phải lao vô anh lo ba cái mớ giấy tờ hợp đồng của công ty nữa. Thôi đã cứ như vậy hoài bữa giờ á. Thôi hay là em rủ bản thân anh đi, em rủ thằng Thanh Duy đi chung đi. Ủa gì kỳ vậy? Ê, anh bận quá.
Thời gian đây em bận quá em. Không có liên quan à. Không có liên quan. Thì mình quen nhau mà. Em không thích thằng đó hả? Tên gì là em đâu biết đâu. Ồ em chỉ biết đạt thôi à. Wow. Trong tim em chỉ có một mình đạt. Di ơi Di, Di nghe chưa Di? À anh biết mà. Trong tim em chỉ có một mình đạt thôi. Di là ai đối với em không không là vấn đề gì cả. Anh biết mà, anh biết là tình yêu của em đối với anh là rất là cao cả. Nhưng mà thời gian anh bận biểu quá, anh xin lỗi. Em biết, em thông cảm hết. Cho dù Đạt có bận biểu cỡ nào em vẫn có thể chấp nhận chờ Đạt. Ồ vậy sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ để bảo đảm tình yêu của mình, thôi giờ em phụ việc anh đi. Bây giờ ở công ty bây giờ là còn có mình anh à. Còn chị lao công là bây giờ là đi nghỉ phép rồi. Bây giờ anh sẽ làm công việc, còn em phụ là lao quét dọn đây phụ anh nha. Có gì ai kêu gì làm đó. Không được đâu, em cũng có công việc của em mà. Bây giờ em quét dọn thì ai lo công việc của em? Bây giờ em với anh cả hai cùng phải lo công việc của mình. Thì hai đứa xong việc rồi mình mới đi chơi được chứ, đúng không? Ôi, khổ quá. Bây giờ Đạt ngồi xuống đây đi. Đạt ngồi xuống đây đi. Nó giờ Đạt mệt mỏi đúng không? Em sẽ massage cho Đạt. Wow, hay quá. Đạt ơi. Sao? Nói nghe nè. Dạ ba má. Dạ. Bất thình lình ba má, có chuyện gì ba má? Con đang làm chuyện. Dạ con nhớ. Làm chuyện con nhỏ này là ai đây? Đây là nhân viên trong công ty mình. Trời nhiều con quá, tôi nhìn tôi không nhớ. Tại tôi thấy mấy nhân viên trong công ty mình đâu có cái con nào mà dám nó đứng lại gần con mình như vậy đâu. Dạ sao không dám, con với anh Đạt quen nhau mà. Cái gì? Cái gì? Hai đứa con là yêu nhau. Dạ. Rút qua đây. Dạ. Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Nhân viên là nhân viên. Dạ. Không có thể nào nhập nhằng như vậy được. Con biết không mà... Má là khó có con lắm. Con cầu con khẩn là con đó. Bởi vì giờ mà con sống trong cái vòng tay thương yêu của ba má. Ba má nuôi con cực khổ lắm. Bởi vì mình phải biết chọn một cái bạn cho nó hợp với mình nha con. Bà mình đừng có quen tàu lao mía lao cái là chết đời. Dạ, mình luôn đó con gái à. Con là một người rất là đàng hoàng, đứng đắn đàng hoàng. Con đâu làm gì bậy bạ đâu mà tàu lao mía lao. Con quen anh Đạt là bằng một tình yêu rất là chân thật. Tôi biết cái sự chân thật có, nhưng mà nó còn xếp về cái mặt đẳng cấp nữa. Dạ. Đẳng cấp là con tôi là một con nhà gia giáo học hành đàng hoàng, là con của giám đốc nữa. Dạ con cũng là con nhà gia giáo mà bác. Con gia giáo nhưng mà bác biết là cái hoàn cảnh gia đình của con nó không có hợp với gia đình của bác. Không. Con hiểu không? Con nghĩ cái vấn đề đó bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tình yêu của hai đứa con là tình yêu thật sự. Hai bác không thể nào cấm đoán tụi con được. Tôi không bao giờ cấm đoán hai người yêu nhau. Dạ. Nhưng tôi không chấp nhận cái hành động của cô lúc nãy. Dạ. Ở đây là công ty. Hành động của con không phải là cái chỗ massage. Ồ. Con nghĩ cái này không phải là... Con gái đàng hoàng không có ai làm điều đó. Vấn đề không phải là con massage là bậy bạ, mà tại con thấy Đạt mệt. Đạt nói là Đạt rất bây là giờ nhiều công cô việc. Bây giờ cô đứng cô cãi tay đôi với tôi. Dạ con không dám. Người mà sẽ là tương lai là cha chồng của cô là tôi thấy cô không được rồi. Dạ con không có dám. Tức là ý con nói là con á, tại con thương anh Đạt. Con thương anh Đạt là tại vì anh Đạt á, ảnh rất là cực khổ, ảnh làm việc rất là nhọc nhằn. Cho nên á, con sợ ảnh mệt, con chỉ đấm bóp cho ảnh thôi. Con rất là đàng hoàng, con rất là đứng đắn đàng hoàng. Công việc của cô tôi giao đâu, tại sao cô không làm? Cô đứng đắn, cô đấm bóp. Cô có cần cô đấm bóp không? Dạ. Trong hợp đồng của tôi có ghi cô phải đấm bóp cho con tôi không? Dạ, cái đó ngoài hợp đồng. Ủa, ngoài hợp đồng. Tại sao trong giờ làm việc mà lại làm cái việc ngoài hợp đồng? Dạ, cái đó mình sai, cái đó mình sai rồi. À, mình sai hả? Dạ con xin lỗi bác, cái này con sai. Nhưng mà con nói thật với bác là con với anh Đạt ở ngoài cái chuyện mà làm việc ra là con với anh Đạt không có làm cái gì mà quá giới hạn hết. Tôi á, nãy giờ là tôi đứng ở ngoài tôi có một cái cảm nhận, cô đến với thằng con tôi á là vì cái gia đình tôi là một cái gia đình khá giả. Con tôi là con trai một ở trong nhà, chứ tôi nhìn qua mắt kinh nghiệm đúng không? Đàn bà mà nó yêu đàn ông không bao giờ mà nó cái kiểu sổ sàng như con tôi này. Biết ngày xưa đó. Đó là ngày xưa bà yêu tôi là tại gia đình tôi giàu mà, tôi hiểu mà. Không, không Ly, anh mắc em. Không, em làm gì có sổ sàng. Tôi nói cho cô nghe, chính vì tôi đã kinh nghiệm một lần rồi đó, ở đằng sau tôi đó. Ngày xưa hiện thân là cô đó, gia đình tôi cũng là con một, tôi cũng là con giám đốc. Bà nhảy vô, bà là nhân viên, bà cua tôi.
cũng đấm bóp massage cho tôi. Trời ơi, ngày xưa em đâu có đấm bóp. Dính trưởng nên tôi phải cưới luôn. Nhưng mà con không phải như vậy. Con đó là con thật lòng. Và bây giờ sẵn đây, bác cũng thông báo cho con biết, tình cảm giữa con và Đạt không bao giờ có nữa, bởi vì bác đã làm xui gia với người khác rồi. Hả? Không. Bác nói như vậy con không chấp nhận. Bác con không có lý do gì hợp lý để bắt hai đứa con chia tay. Bây giờ chuyện bác làm xui với người khác là chuyện của bác, còn chuyện anh Đạt ảnh quen con là chuyện của tụi con. Bác muốn con bác phải lấy hoa hậu con à, chứ con không có mà thể nào mà xứng đáng được với thằng Đạt con bác rồi. Anh Đạt, anh nói đi, anh nói với ba mẹ anh đi, nói với ba mẹ của anh là anh yêu em, bây đúng giờ không? Cái này anh nói là đi. Anh không có nói được rồi, bây giờ là chỉ có em thôi, bây giờ không lẽ anh phải bỏ ba mẹ. Ly em có để biết không? Đi theo em. Ly em có biết không Ly? Cái gì vậy? Báo. Nè, gì đây? Báo vô gì? Buồn gần chết đưa báo làm gì? Báo đăng. Đăng gì? Công ty này sắp phá sản. Hả? Đây. Công ty này sắp phá sản nè, đó. Báo mới đăng. Nè, cái gì phá sản ghê chị sắp lấy ông này hả? Đừng có mơ mà lấy ông này được. Công ty này sắp phá sản, gia đình gả ông này cho bà kia rồi, bà kia công ty lớn. Để chi? Để bên công kia giúp đỡ bên này khỏi phá sản công ty đó. Mà nghĩ sao bà lấy công ty này cho bà chết chùm hả bà nội? Anh đừng có nói tầm bậy. Báo đăng sao tầm bậy? Hả? Báo tầm bậy hả? Báo đăng nè. Đi đi. Báo đăng công ty phá sản rồi. Không quan tâm. Đi đi. Đi đi. Ô, phá sản mày vui lắm hả? Đi đi. Ôi. Trời ơi. Anh Đạt. Khoan. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với con tôi. Mời con qua bên kia. Sao ba? Đạt. Dạ. Cha mẹ đẻ con ra cho con ăn học, nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Ngày hôm nay gia đình mình vì bất động sản mà tất cả bất động và sản hết rồi. Chỉ còn một cách duy nhất con có thể cứu gia đình mình. Là sao ba? Là con lấy vợ giàu con ơi. Nó cứu mình. Con cái dùng cái sắc đẹp của con. Cái công ty kia có một đứa con gái và họ rất muốn làm xui với gia đình mình. Dạ hả ba? Cái con nhỏ nó không biết sao mà nó mê cái sắc đẹp tiềm ẩn của con dữ lắm. Ồ. Nó nói con đẹp mà con dễ thương. Ba, gì hả? Chỉ còn cách đó thôi đúng không? Đi bây giờ đây. Mẹ không? Mẹ. Hôm bữa trước gặp anh á, mình ngồi mình nói chuyện. Anh nói nhà anh có đứa con trai thiệt là giỏi. Đây, bữa nay anh qua đây sẵn tôi giới thiệu luôn. À, con trai. Đây là con trai của tôi. À, dạ. Mà nhớ là anh hứa với tôi gì không? Tôi nói cho anh nghe, tôi đã hứa với anh rồi. Ừ. Tôi biết con gái của anh, nó rất là đàng hoàng. Ừ. Cho nên là tôi muốn là mình sẽ làm xui dài với nhau. Còn nhớ giỏi quá, cảm ơn. À. Okay. Ủa, Ly, sao con ở đây? Con đi theo tiếng gọi tình yêu của con. Tình yêu gì? Anh Đạt. Anh là người yêu của con. Đạt làm? Anh Đạt. Đạt là người yêu nè. À, không không được em ơi, bây giờ gia đình anh vậy rồi. Bây giờ gia đình anh đó là con của bác này mà. Con bác đó là con bác này. Làm cái tôi. Thôi. Anh ơi. Anh đúng à. Ông trời có mắt mà. Ông trời có mắt rồi. Trời ơi, con dâu lý tưởng của mẹ. Tình mẩy, tình mẩy. Tôi nói số mà. Không phải duyên số gì cả. Nhưng mà không đi. Tôi không nghĩ là con... Đại bảo luôn. Lại vì tình yêu mà con chấp nhận con đi làm công cho người ta. Trong khi đó con là con của một ông chủ như vậy. Đó, bảo luôn. Trời ơi, cái con nhỏ này bây giờ nhìn kỹ không? Bảo đây, bảo đây. Dễ sợ luôn nha. Có gì nữa chứ? Con rất là... Anh xui. Công ty này sắp phá sản rồi, chú làm việc ở đây hả? Tôi là bạn của... Ba. Trời ơi, đi về đi chơi đây, ở tù đó, ở tù đó. Cầm băng báo này ra chỗ khác đi. Trăm ngàn tiền báo. Đi ra. Trăm ngàn tiền báo. Nè, lấy tôi trả tiền sao? Đi đâu có mua đâu. Đi, đi. Đâu mua đâu trả tiền. Công ty sắp phá sản rồi, công ty sắp phá sản rồi. Biết rồi. Ủa, phá sản mà vui dữ vậy? Rồi, biết rồi, đi ra đi. Ủa, nhỏ khùng trời. Ủa anh, nói vậy là công ty của anh đang gặp khó khăn à? Con muốn ưa với ba một chuyện. Hôm nay á, con thật sự trong lòng con rất là vui và rất là hạnh phúc.
con yêu anh Đạt. Và con đã làm hết tất cả. Con đến công ty này là cũng vì anh Đạt, vì tình yêu của con. Nhưng mà ba biết không, con sao? Con bị người ta ngăn cản. Ai? Người ta chê con. Người ta có một cái chỗ cao sang hơn con. Người ta nói là người ta đã có con dâu khác rồi. Cái chỗ đó mình không có đẳng cấp. Mình không có đẳng cấp bằng người ta. Ai? Ly. Bác à, bác nói với ba con đi. Được, bác sẽ nói chuyện với ba con. Ly à, anh Xuôi à. Chuyện gì vậy? Sau khi nghe cháu nó nói, tôi mới cảm phục nó. Không, tôi tin là tôi cảm phục nó. Tôi biết nó là con anh lâu rồi. Ồ. Khi tuyển dụng công ty là tôi đã có hồ sơ, có tên cha, có tên mẹ. Và cái tên đó nó đã trùng với tên Nguyễn Chí Tài của anh. Tôi đã biết nó là con của anh từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn nhận vào đây để làm gì? Để tôi muốn thử thách coi, trong những cái khó khăn như thế này, cháu có thể vượt qua được không? Mùa heo lựa nái, mùa gái phải lựa dòng. Tôi thấy dòng dõi của anh cũng là số 1, cho nên tôi mới chọn cháu vào đây để làm. Tôi biết cái chuyện tình cảm của con tôi lâu rồi chứ, nhưng tôi muốn thử ngày hôm nay coi thử cháu nó phản ứng như thế nào. Trời, không ngờ cháu nó tuyệt vời quá anh ơi. Dạ. Bác à, con đấy. Ông anh biết sao không? Bác ơi, bà tội nghiệp con bé dạ. lắm. Anh ơi, anh nhớ không? Em sĩ giả nó quá trời mà nó vẫn yêu thằng Đạt. Trời, em thích cái cảnh nó quá trời anh luôn. À, nó rất là chân tiền tình. Tiền bạc chúng ta có thể làm ra được. Đúng rồi. Mất lần này chúng ta có thể gầy dựng lại lần sau được. Đúng rồi. Nhưng tình cảm chân thật không bao giờ gầy dựng được anh. Đúng rồi. Cho nên là tôi thấy cái tình cảm chân thật. Ba, ba, con nói cho ba nghe. Cái tình cảm chân thật là tình cảm không bao giờ có thể kiếm được. Gì nữa mày? Phá sản, công ty ông phá sản. Công ty này phá sản rồi. Bà đi, bà đi. Bác à, công ty ông sắp phá sản rồi. Bác ơi, ông chờ cho con trai lớn nhỏ về sắp ở tù. Anh Đạt à, anh thấy không? Sao em? Bây giờ á, bây giờ công ty mày phá sản em cũng vậy. Không còn gì hết. Anh vẫn yêu em đúng không? Anh đang bị nhũng não. Anh đang bị nhũng não rồi. Anh nói với ba mẹ. Ngày hôm nay là ngày quốc tế phá sản hay sao vậy? Có hẳn tôi nuôi sao? Bác à, bước qua một bên. Chuyện này nếu thằng Đạt có muốn giải quyết, nó cũng không bao giờ giải quyết được đâu. Quan trọng là bác thôi. Dạ. Con qua một bên đi. Đúng rồi. Phá sản rồi. Sao? Chuyện gì? Tôi đã xem báo. Ừ. Và biết công ty của anh đang trên bờ vực phá sản. Ừ. Trời, công ty em phá sản mặt của mình tỉnh ghê. Còn chuyện con gái anh và con trai của tôi, tôi cứ cho tụi nó tìm hiểu với nhau. Trời ơi, phá sản vẫn tìm hiểu. Cái thằng mà tàu lao quá. Có tàu lao lắm. Đi vô đi ra rồi. Không sao. Làm ăn á thì phải có lúc, có thời. Không có thời thì mình có miễn cưỡng cách nào á cũng không gì có thể cứu được đâu. Tôi biết, tôi và anh đều làm bất động sản mà. Tôi hiểu. Còn có phá sản hay không, cái chuyện đó do nỗ lực của chúng ta nữa. Đúng. Còn chuyện tình cảm của tụi nó, cứ để khi tụi nó đã quyết định yêu nhau. Dạ. Tôi cứ để cho nó xuôi theo tự nhiên. Đúng rồi. Khi nào anh em mình gầy dựng lại, lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới. Tốt là tốt. Thế là tốt lắm rồi. Trả tiền cho tôi đây. Trả tiền. Sáng giờ đâu có ăn cơm hay ăn trái cây gì đâu, đâu có thiếu tiền gì đâu, trả tiền gì. Trời ơi, giả bộ nữa. Anh là cái anh Đạt đưa đẩy trên mạng đúng không? Đúng rồi. Tôi là anh Đạt đưa đẩy nè, ai đưa là tôi đẩy à. Tài khoản anh Đạt đưa đẩy, anh bán hàng online cho tôi. Bán cho tôi cái áo
Mà cái áo trên mạng, cái hình trên mạng nó đẹp dễ sợ đẹp luôn. Mà tôi nói thiệt á, anh giao hàng cho tôi, anh nhìn đi. Anh nhìn đi, cái áo crop top gì tôi mặc nó lên tới cổ luôn là sao? Cái sao tôi mà mặc được? Đâu, đẹp mà, thấy đẹp mà. Không biết. Trời, mặc vô người ta đẹp lắm, thiệt. Không đúng biết. Không? Công nhận đúng không? Bây giờ cái vật thật á, nó khác hẳn với cái hình trên Facebook của anh á. Đâu nhiều khi đâu về em bặn thử coi, y hệt như hình Facebook luôn đó. Em bặn thử cô coi, với mình biết chứ. Em bặn thử tôi coi coi. Có giống không? Muốn tôi bặn thử phải không? Đúng như vậy. Nếu mà không có giống hình trên Facebook thì sao? Thì thoải mái thôi, trả hàng lại thì tôi trả tiền thôi chứ bây giờ sao giờ? Rồi bây giờ đặt tiền ra trước đi. Không, bây giờ có cái này tài sản của tôi đó. Rồi ok, để đây nha. Nhưng mà cái kiểu đó là chỉ có bặn mọc một cái áo này không à, không có bặn áo đầm ở ngoài. Nhớ nhớ kiểu đó không? Phải bặn như vậy chứ. Tôi bận ở nhà rồi. Tôi bận ở nhà rồi, tôi thấy nó không có phù hợp. Cái hình minh họa ở trên mạng so với cái vật này đó, giống như là anh bắn đại bác 80 năm nó chưa tới vậy đó. Hai cái hình nó hoàn toàn không có liên quan đến nhau luôn. Anh á, anh bán hàng trên mạng gì đâu mà anh bán lừa đảo. Anh lừa đảo khách hàng. Anh làm như vậy anh không có đạo đức nghề nghiệp. Anh bán hàng như vậy làm sao? Làm sao lấy tiền của khách hàng được hả? Trời ơi, tôi tới tôi giao hàng cho cô, tôi lấy tiền rồi cô cũng đồng ý lấy cái áo rồi đem nhà cô thử chứ bây giờ sao vậy? Đi. Đâu vậy? Đi chợ mua rau. Mua rau hả? Thì tranh thủ lúc rảnh rỗi dễ lao đi ra đi chợ mua rau về nấu ăn. Mua rau hả? Còn tôi đang đụng cái rắc rối nè. Ủa vụ gì? Bị gì vậy? Chị bán rau phải không? Cái gì tự nhiên tôi làm nhân viên công ty văn phòng làm gì có vụ bán rau? Trả tiền cho tôi, trả tiền cho tôi. Ủa gì tự nhiên trả tiền cho tôi? Trả tiền cho tôi đây nè. Lần trước tôi có mua rau của chị nè. Mua rau trên mạng của chị nè. Đó. Chị nói là chị bán rau sạch. Rau sạch số điện thoại nè. Đó, rõ ràng đây số điện thoại của chị nè. Chị giao hàng cho tôi nè mà tôi, chồng tôi với con tôi ăn, ba đứa nhập viện hết luôn, bị ngộ độc thực phẩm. Tôi đẹp đây nè, đây nè, đây nè, đúng rồi, đúng rồi, đây nè, nhân chứng, vật chứng nè, rõ ràng nè, đây, hai số điện thoại giống y chang nha, thấy chưa? Đó, xứng 92 cuối nè, xứng 2 cuối nè. Ôi. Nghe rau sạch chị nè, chị bán rau cho tôi nè. Mà chị có coi lộn không? Chứ thường ăn rau tao không có trúng thực đâu, chị coi lại cái đồ ăn ở nhà chị, coi thử là cá, thịt hay là dầu mỡ hay là gì đó, hay là chị ăn đồ ăn thiêu gì đó là nó bị. Tôi á là tôi chỉ có rửa sạch cái rau của chị mà tôi ăn thôi. Tôi cắt ra tôi ăn đàng hoàng. Vậy là coi như là cả nhà chị là chỉ ăn rau để sống thôi. Ở hay là chị coi có cái gạo của nhà chị trong cái chất cơm nhà chị nó có bị gì không? Làm gì có cái chuyện mà ăn rau mà bị trúng thực. Vô đây bắt lên. Dạ. Cô này ở đâu? Dạ không biết nữa, cô này cô ở đâu tự nhiên cô đến đây cô. Anh là sếp phải không ạ? Tôi là giám đốc. Anh ở là đây. Sếp giám đốc của công ty này hả? Anh phải trị tội hai người nhân viên của anh cái Đạt đưa đẩy này nè. Anh bán áo cho tôi, anh bán áo trên mạng với áo ở ngoài đời nó khác xa một trời một vực luôn nè. Ở ngoài á là nó gắn trên ngực luôn, làm sao mà mặc đó. Anh lừa dối khách hàng, anh lấy tiền của tôi. Còn cái tại người sao này vậy? Dạ. Có để tôi giải quyết từng người một. Dạ sếp. Tại sao vậy? Dạ tại sao sếp? Anh buồn bán, trả lương cho anh để anh làm cho công ty, tại sao anh buôn bán riêng? Dạ cái này tại em kiếm thêm ở trên mạng thời gian rảnh rỗi, người ta mua thì em chạy tới em giao đồ cho người ta. Tôi không cấm anh làm kinh tế gia đình. Dạ. Làm thêm, nhưng buôn bán phải có uy tín chứ. Dạ sao sếp? Tại sao cái áo ở trên mạng cô này nói là khác đúng không? Đúng rồi, cái áo trên mạng nó chỉ hơn cái rúng của em có chút xíu à, còn này nó giật lên tới cổ luôn. Cô à, tôi thấy cái chuyện khác xa với cái hình trên mạng là cái chuyện bình thường. Tôi vậy mà cà còn 17 tuổi là cô hiểu rồi ha. Không biết giờ tôi không biết. Bây giờ tôi không biết rồi cái vụ rau này nữa nè. Cái vụ rau này nè, anh nhìn đi. Anh nhìn cái chị Nga bán rau cho tôi đi. Hai cái bịch giống y chang nha, đúng không? Là chỉ là cái người bán rau cho tôi mà cả gia đình tôi ăn bị ngộ độc thực phẩm. Xém chết luôn á. Rau mà cũng bán qua mạng được hả? Dạ được hết mà bây giờ cái gì chả bán được sếp. Cái này là của cô bán đúng không? Dạ. Có số điện thoại luôn kìa. Dạ. Sếp gọi thử coi. Đây là cái bịch hôm bữa tôi ăn còn nhân chứng vật chứng nè. Tôi ăn xong tôi để lại cái bịch để làm vật chứng để hôm nay tôi đến bắt tội nè. Thì bây giờ em cũng nói với sếp, bây giờ tình hình là gì? Sếp hiểu không? Nói chung là cái công việc mình mưu sinh mà sếp. Em ở nhà là một tay em phải nuôi chồng, nuôi con nè, nuôi ba, nuôi má em nữa. Ba má mà không phải ba má thường, ba má ruột, ba má chồng nữa. Mà giờ sếp nghĩ đi, giờ em làm công ty này lương bổng đâu được nhiêu. Thì em có bán rau thiệt. Cái rau này của em là rau sạch. Trước khi em bán là em đã làm sạch sẽ hết trơn rồi.
Mà cô này cô tố em, cô nói em là bán rau của ăn của ngộ độc thực phẩm phi lý. Trong một bữa ăn người ta có nhiều món ăn, cô có thể cô ăn cơm có bị cô em đi. Dạ. Bằng chứng người ta có đây nè. Nhưng mà rau đâu. Bằng chứng là cái túi rau của cô nè. Dạ. Nhưng mà tôi muốn cần thêm cái bằng chứng nữa là cái bằng chứng mà cô đi bệnh viện á. Đúng rồi. Hôm bữa là nguyên gia đình tôi ói ra toàn rau không à. Có nghĩa là tụi tôi ngộ độc thực phẩm là do rau chứ không phải là do khác. Trong nguyên một bữa ăn gia đình cô chỉ ăn rau. Đúng rồi, gia đình tôi chỉ ăn rau thôi. Toàn rau không à. Ở dạ. Đây là công ty. Dạ. Anh đi vô công ty anh phải đàng hoàng. Dạ. Em mới đi giao hàng về. Giao cái gì? Dạ rau chứ ba cái đồ mỹ phẩm đâu. Đây nè anh nè, em bữa giao hàng cho tôi nè. Tôi giao cho bà hồi nào bà được không hả bà nội? Cái lùng lùng này nè. Ở trên thế giới này biết bao nhiêu người lùng bà điên hả? Không có mắt hai mí, cái mũi dọc dừa mà có bồ là Nhã Phương đó. Đó là Trường Giang mà. Đó là Trường Giang mà. Lãng kìa, đây trả tiền tiền ship đây, tôi ship đồ cho người ta rồi đó. Bà nữa đi. Tiền ship đồ đó. Thôi giờ tôi không biết, mấy người trả tiền cho tôi đi. Đây nè, đây dạ, bán đây, trả, hàng lừa đảo người ta trả tiền cho tôi đi. Thôi tôi ship mấy cái đồ này luôn á, tôi ship cái máy tính này tôi đem về luôn nè. Chị nhờ em giao mỹ phẩm á, giao mỹ phẩm xong rồi. Trời ơi, người ta nói là gửi lại cái bao cho chủ đó, số điện thoại. Giờ sếp ba bán mỹ phẩm online luôn hả? Trời, bán 4 năm rồi. Trời ơi nàng ơi, mặt hàng chính là kem trộn. À, mặt hàng chính kem... bán này bán kem trộn, bán cho Nhật Cường rồi xài đó. À, mặt láng thời gian đầu láng, thời gian sau rổ. Sếp chưa, sếp thấy không, sếp là sếp của một công ty mà vợ sếp còn đi bán mỹ phẩm online thì chuyện tụi em giờ kinh doanh thêm rồi rau là chuyện tôi không được. Cấm các anh các chị bán hàng online. Dạ. Thì kiếm thêm thu nhập gia đình. Dạ. Nhưng bán á là phải bán những cái sản phẩm nào mà nó đảm bảo cho người tiêu dùng. Dạ. Nó đảm bảo cho khách hàng. Dạ. Đâu, đưa đem coi cái mỹ phẩm này coi. Mỹ phẩm ngoài. À, trời, mỹ phẩm này em có mua nè. Trời ơi sếp, đâu có tốt đâu. Đợt trước em đánh là mặt tên gì, mỹ phẩm tên gì? Mụn quá trời luôn nè. Mỹ phẩm tên gì? Mỹ phẩm mà anh Tư. Anh Tư nào? Đây nè. Mỹ cái tên mỹ phẩm mà bà nội cũng nè, cái người liên hệ bà ơi. Ờ, liên hệ anh Tư. Mỹ phẩm tên gì? Đây nè, cái mỹ phẩm mà cái kem trộn gì đó. Kem trộn nào? Với kem trộn. Kem trộn. Cô đừng lấy cái lý do này ra để cô đánh bật cái vụ rau này của cô. Không phải. Bây giờ cô muốn không? Dạ. Bây giờ nếu cô muốn, tôi sẽ trở về với phe cô này. Dạ. 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 Cô làm ơn cho tôi biết ngày đó gia đình cô vào bệnh viện nào để tôi đi điều tra cái vụ rau sạch. Bệnh viện Chợ Rẫy. Sếp ơi, xin lỗi sếp, em bận quá trời luôn á. Rồi công việc ở công ty này nhiều chuyện quá mà không có ai phụ em á. Sếp phải xếp người phụ cho em. Chứ ngày nào công việc cũng bù đầu bù cổ trên á. Mấy anh chị này cứ lo bán hàng online để kiếm thêm. Còn em bao nhiêu cái chuyện ở công ty giao hết cho em mà chết em luôn rồi. Tại sao vậy? Công ty này là một ngôi nhà chung. Dạ. Dạ. Phải chia việc đó mà làm chứ. Đúng rồi. Em làm chứ. Tôi giao. Dạ, có làm gì mà tại vì mấy người tôi giao bận, làm gì làm gì? Riêng với sếp. Thôi bây giờ sếp giải quyết cho tôi đi. Bây giờ anh này bán hàng cho tôi là bán hàng mà lừa dối khách hàng nè. Mua đồ qua mạng. Lừa dối khách hàng nè. Bây giờ cho tôi nói một câu thôi. Bây giờ tôi nói thì cái bộ đồ này cô mặc vô bảo đảm đẹp thiệt. Tôi uy tín luôn. Bây giờ nếu bây giờ con cởi cái áo này ra con mặc vô đi. Đúng rồi. Nếu em không đẹp tôi sẽ làm. Tôi nói xấu là không được. Tôi nói bộ này đẹp. Đó người ta muốn. Đẹp. Tôi vô trong thấy đi. Tôi thấy đi. Tôi thấy liền đi. Bây giờ mọi người lên Facebook kiếm cái hình của cái áo này nó hoàn toàn sát. Không. Cái vật thật với lại. Tôi nói cho cô nè. Tôi đã nói rồi. Bạn đẹp mà. Bây giờ anh nói nghe nè. Em mặc vô đi. Đẹp hay xấu anh chụp hình đăng Facebook cho mọi người coi là biết gì. Đó. Là đó. Bây giờ tôi mặc lên mà nó lên tới cổ thì sao? Em cứ mặc đi, đừng nói gì hết trơn. Em không nên nói nhiều đâu. Em đẹp. Cô mặc như vậy làm sao tụi tôi thấy được? Không, nó nói chiều dài thôi. Đôi khi nó đẹp là nó nhờ cái da của cô nữa. Thấy bây giờ cô che đẹp hết làm sao thấy đẹp được? Không, bây giờ tôi không biết. Bây giờ bán hàng lừa đảo tôi phải trả lời tôi. Không, tôi sẽ xiết cái công ty này. Tôi sẽ xiết cái bàn xiết này. Trời ơi, sẽ báo công an. Không có được. Báo công an bắt cô liền.
Cô nha, cô tự nhiên cô đến đây ha, cô này nọ tụi tôi. Bây giờ cái rau sạch này nè, em muốn giải quyết cái vụ rau này nè, là cô cứ ép em. Mà, sếp nghĩ bây đi. Giờ tôi nói cô nghe. Dạ. Tất cả những chuyện ở trong công ty này, tôi đã giao trách nhiệm cho từng người làm. Tại sao đổ hết cho anh này làm? Đúng rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, còn cái việc mà bán hàng online, bán là phải có uy tín. Cô lấy nguồn rau này ở đâu ra? Dạ, nguồn rau này ở trên Đà Lạt gửi về đây rồi em bán. Tôi không biết Đà Lạt hay bất kỳ một chỗ nào. Dạ. Chỗ nào cũng có những người mà làm ăn bất chính. Dạ. Họ lợi dụng cái chuyện lợi nhuận của họ. Họ không cần biết sức khỏe của người dân ra sao. Dạ. Bây giờ bán hàng phải có nguồn gốc rõ ràng. Dạ, sếp nói cái này nè, em tức quá đi. Cái rau em không phải là ngộ độc thực phẩm nè. Má chẳng biết ăn gì luôn. Nó đâu có bị liền đâu, lát mới bị. Không phải, vì mình ăn ít á, mình ăn nhiều thì nó mới bị. Ê, này, hết luôn hết mày. Dạ, thấy không? Thôi bây giờ tôi không biết, bây giờ phải trả lại cái quyền lợi cho khách hàng. Cái áo này cô có thể trả lại, thì cô trả lại cái mớ rau đó đi. Tôi muốn cô trả cái rau đó lại để tôi xử lý nhân viên của tôi. Thôi đi. Ăn cái áo này anh phải chịu trách nhiệm. Cái phần rau kia đâu? Trả lại đây. Cái này tôi xử lý ra hết rồi. Bác sĩ vô uống thuốc sổ ra hết rồi. Thì nó phải vô chồng mới lấy được. Bác sĩ cho ăn vô hết rồi, bác sĩ cho uống nó thải ra hết rồi. Hết rồi thì đâu có gì để đâu kiện đá. Đây nè, tôi còn giữ lại cái bịch nè. Bịch gì nữa? Cái bịch này. Vậy bây giờ đây cái bịch của cô đây. Đây cái bịch đây. Bây giờ nếu mà nói cái này là của cái cô này. Thôi bây giờ cô ăn cái bịch thử coi cô có xỉu không? Cái gì vậy sếp? Ăn. Nếu ăn cái bịch này, bây giờ chỉ còn cái này là vật chứng duy nhất của cô Nga. Bây giờ cô ăn cái này. Mà nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đây, cô ăn đi. Bắt tôi ăn là sao trời? Thì bây giờ tôi là cái người bị cô ăn. Trở về nơi sản xuất. Tôi đang giải quyết nhân viên của tôi. Trở về nơi sản xuất. Tôi muốn nhìn thấy cái người khách hàng bị như thế thì tôi mới xử lý nhân viên của tôi được. Cô phải ăn. Cô là người khách hàng. Tôi bị ngộ độc cái rau đấy, phải tôi bị ngộ độc cái bịch ni lông đâu trời. Bắt tôi ăn cái bịch ni lông. Vậy sao cô cầm cái này tới đây để cô trả lại? Trả lại cô trả tiền ai? Bây giờ, cái bọc ni lông này tôi có thể lượm ở bất kỳ nơi nào. Không, đây anh nhìn đi. Bởi vì bây giờ cái tôi nói anh nghe, cô nghe nè. Những người mà người ta vô ý thức, bây giờ người ta lấy cái rau ra xong người ta quăng cái bọc ni lông. Cô đi đâu đó, cô lượm được cái bọc ni lông này. Cô muốn phá công ty của tôi, cô tới cô trả lại. Làm sao? Bây giờ anh không tin phải không? Tôi không tin. Anh không tin thì tôi vẫn đòi tiền, vậy thôi. Trời ơi. Trời ơi. Thế mà giải quyết cái chuyện mình là đáp án là chấm tiền. Trả tiền tôi không thôi, tôi ăn giả công ty, tôi ăn giả. Trời ơi. Ôi, ăn giả chứ được. Anh là người chuyên môn ship hàng đúng không? Dạ. Anh ship cái hàng này về nhà hết cho tôi. Đi về con. Trời ơi. Rồi sao? Ẩm lên đi. Ẩm nổi. Vậy hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe. Dù gì đi nữa cũng cảm ơn cô. Nếu cô không đến đây tôi không biết nhân viên của tôi làm bậy như vậy. Đúng rồi. Tôi sẽ xử lý nhân viên của tôi. Không thể xử lý em được bởi vì em làm cho chị. Chú yên tâm. Chuyện đó tôi cũng không bỏ qua cho vợ tôi đâu. Nếu bà ấy bán những cái hàng mà không có chất lượng, tôi không cấm các anh chị làm thêm kiếm tiền. Nhưng làm gì thì làm, sức khỏe của mọi người là trên hết. Đúng. Chỉ có mình em là gương mẫu nhất. Lo làm việc công ty thôi. Không có bán những cái hàng này được. Bất kỳ giờ. Đây. Tập trung vô. Thưởng anh hai cái bọc. Đem ra bỏ vào thùng rác cho tôi. Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ giải quyết cho cô. Tôi sẽ trả lại cho cô.